Ok, dạ rồi các anh chị. Ok, cái gì ơi, mình nghe rõ mà. Ok, anh chị nào mình nghe rõ mình comment tôi nha. Ok, rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đi qua một cái tư duy rất là tuyệt vời đúng không ạ? Bao nhiêu số anh chị đây mình đã biết đến theo rồi. Cho tôi hỏi là có anh chị nào đây là lần đầu tiên mình được gặp theo không? Đó không ạ? Có không ạ? Thế có hay comment tôi được không? Lần đầu tiên á. Wow. Lần đầu tiên luôn á. Dạ. Anh chị nào lần đầu tiên được gặp thêu cũng như là lần đầu tiên các anh chị vào cái buổi Zoom này thì các anh chị comment tôi được không? Hoặc là trong tuần này thôi. Là thành viên mới. Yeah, khá là nhiều đấy. Wow, rất là thú vị. Rồi cảm ơn các anh chị ạ. Vậy thì theo cũng sẽ chia sẻ qua ít cả đôi lời để các anh chị hiểu về cái bản thân của theo một chút xíu, câu chuyện thành công của theo một chút xíu được không? Để chúng ta có thể nói chuyện với nhau, làm việc với nhau trong tới gần hơn hơn một tiếng tới là ra các anh chị. Dạ. Thì trước khi mà theo đến môi trường câu lạc bộ thì bản thân của theo cũng không có được cái sự thành công. Theo cũng không có biết cách để mà giúp cho cuộc sống của mình thành công với mạnh hạnh phúc đâu các anh chị. Lúc đó mình cũng chỉ là một cô gái chỉ có da với xương thôi, đó mình rất là đen và mình rất là ốm các anh chị ha. Mình chỉ có 39 kg thôi các anh chị. Thứ nhất là mình 39 kg nè, mà da mình đen, mà còn lại là gì, da với xương thôi, người không có cơ bắp luôn các anh chị ha, không có một miếng cơ nào hết trơn á. Bởi vì mình đi làm mình kiếm tiền các anh chị, mà mình cũng biết đó các anh chị ha, mình sống nó không có thuận theo quy luật của vũ trụ. Vì vậy nên là mình càng ngày mình càng ốm, mình càng ngày mình càng tiều tụy, còn lại cái da, một làn da bọc xương, cái chị nhìn thấy không ạ? Da và da của mình nó cứ càng ngày nó càng đen ra, da thì đen, rồi mắt thì to, mắt to trồi ra ngoài, đó, mặt thì cốt, hai các anh chị, và người nó nhìn gió thổi là bay đó. Và em thưa nghĩ rằng là thì không có biết các anh chị, mình cứ lo mình đi kiếm tiền thôi, mình không có quan tâm sức khỏe gì hết trơn á. Mình nghĩ rằng là có tiền là nhất trên cuộc đời này, nên là mình phải tập trung cố gắng kiếm tiền, kiếm tiền đi rồi mọi thứ tính tiếp, rồi cứ kiếm tiền đi rồi mọi thứ kiếm tiếp đó. Mình cứ lúc nào mình có cái tư tưởng nó lạc lạc như vậy các anh chị, và mình chả lo cái gì hết, mình không có lo gì tới sức khỏe, mình không lo gì tới gia đình, cha mẹ mình thì mình yêu thương cha mẹ mình, nhưng mà lúc nào mình cũng nói rằng là mình có tiền đi rồi mới lo được cho cha mẹ mình ha. Mình có rất là nhiều những cái suy nghĩ nó lệch lạc trong cái việc mà xây dựng cuộc đời. Thế vì vậy nên là mình càng càng ngày trôi qua mình càng đi làm, đi làm thì mang tiếng là đi làm, nhưng mà không thấy tiền đâu không các anh chị. Các anh chị ở đây mình có giống vậy không ạ? Có giống vậy không? Có nghĩa là lúc nào mình cũng vỗ ngực xưng ta là mình là cái người đi làm kiếm tiền rất là giỏi, nhưng mà lúc nào cũng cũng như thế, nhưng mà không thấy tiền đâu hết, cũng không có tiền cho cha mẹ, cũng không có tiền cho gia đình, cũng không có tiền cho gia đình của mình luôn, nhưng mà lúc nào cũng 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 là định vị cũng xem mình là cái người là đi làm ra tiền, mình làm nhiều lắm, mình bận rộn lắm, tôi là phải đi kiếm tiền rồi cái thứ, nhưng mà cuối cùng thấy tiền đâu. Thì mỗi lần mà cha mẹ mình nói tới là mình nói là con phải đi làm kiếm tiền mà đấy, hoặc là mỗi lần mà những cái người xung quanh của mình, những người thân yêu của mình, những người bạn đời của mình, bạn trai của mình nói là mình nói tới là mình nói là tôi đi làm kiếm tiền mà đấy, tất cả là vì tiền mà tôi phải kiếm tiền chứ đấy, lúc nào cũng có cái tư tưởng như thế. Thế là những người xung quanh của mình đấy, mình không có hòa hợp được với họ luôn các anh chị ha, và sức khỏe của mình cũng chả giữ luôn. Sức khỏe không có các anh chị ha, kiến thức không có, mối quan hệ xung quanh cũng không có đấy. Và cho đến khi mà em Thư vào môi trường câu lạc bộ thì tôi rất là may mắn. Theo mất 10 năm đi làm kiếm tiền anh chị. Năm 18 tuổi đến năm 25 tuổi là Theo bắt đầu đi làm kiếm tiền rồi. Hay là lúc đó là mình ý thức được rằng là mình phải kiếm tiền cho, để mà lo cho bản thân, lo cho gia đình của mình. Nhưng mà có điều là làm ra thôi, chứ mà tinh thần đi kiếm tiền là dữ lắm. Nói là tinh thần chịu thương chịu khó là có.
À, cái gì à? Có, nhưng mà có điều là không biết làm, thành ra là làm bậy làm bạ không ạ. Và cái may mắn lớn nhất của Theo á chính là gì ạ? Là Theo không có phá tiền của cha mẹ mình quá nhiều anh chị. Theo chỉ phá tiền của cha mẹ mình là đúng 10 triệu rồi. Theo vay tiền của mẹ mình đi kinh doanh thôi. Và cha Theo phải trả trả cái tiền mà mình phá đó, cha Theo phải đứng ra trả thôi. Và cái may mắn nhất đó là trong 10 năm đó, cái may mắn nhất của mình đó chính là với cái sự thiếu hiểu biết của mình không có đến nỗi là mình làm cho ảnh hưởng đến cái tính mạng của mình các anh chị. Có nghĩa là cái sự ngu muội của mình nó chưa đến mức mà mình làm đánh mất đi những cái cơ quan, những cái tế bào, những cái bộ phận trên cơ thể của mình các anh chị. Có nghĩa là cái bộ phận trên cơ thể của tôi là tôi còn giữ nó còn nguyên, ok hả các anh chị nhá. Và một cái may mắn đó là cái với cái sự ngu muội, sự thiếu hiểu biết của mình trong vòng 10 năm đi kinh doanh, 10 năm đi làm đó, may mắn là nó không có đến nỗi mà làm ô nhục gia đình đâu, mà làm cho cha mẹ của mình phải gọi là tổn họ tổn thất nhiều về tiền bạc gì. Mình có tổn thất là 10 triệu mà mình đã vay cha mẹ mình, nó không có đến nỗi là vài trăm triệu hay là vài tỷ giống như một số anh chị đến học như thế trước đây đúng không ạ. Và một cái may mắn nữa đó chính là nó không có đến nỗi mà Theo làm cho gia đình của mình quá là gọi là bị gì gọi là bị gì ta, bị mang tiếng, bị tai tiếng đúng không đó. Và em thấy rằng là có rất nhiều anh chị mình chỉ vì mình thiếu hiểu biết thôi, mình thiếu cái sự hiểu biết thôi mà mình đã lao vào cuộc chơi kiếm tiền kinh doanh mà khiến cho mình phải để lại cái tủi nhục cho gia đình nè, hoặc là để cái ảnh hưởng đến tính mạng nè, ảnh hưởng đến sức khỏe nè, hoặc là ảnh hưởng đến tài sản, tổn thất tiền bạc của gia đình rất là nhiều đúng không ạ, vì cái sự thiếu hiểu biết của mình. Thì cái đó là cái điều mà Thơm thầm cảm ơn cuộc đời, đó là nó không có quá mức như thế các anh chị đấy. Và nó ở vẫn và cho đến năm Thêu 25 tuổi thì Thêu đã gì mình bởi vì mình vào Sài Gòn mình đi kiếm tiền, mình bươn chải, mình tham gia cuộc chơi kiếm tiền, nó nhiều cái cạm bẫy quá, nó nhiều cái thử thách quá. Và một cái cô gái mới 18 tuổi mới ra đời thôi các anh chị, chưa có được hiểu đời, chưa có được hiểu sự đời, lần xưa giờ mình sống ở quê nữa mà mình đi vào Sài Gòn nó có rất nhiều cái thứ bỡ ngỡ mình phải đối diện. Mà với cái sự hiếu thắng của mình, với cái sự gọi là khát khao thành công của mình, thì cái chuyện mà mình dễ bị lao vào những cái vùng sai lầm, những cái bóng tối của cuộc đời đúng không, những cái vùng mà không có tốt đẹp thì nó rất là dễ. Nhưng mà mình rất là may mắn là mình đã không có bị vướng vào những cái tệ nạn của xã hội, cũng như là cái vùng ăn chơi tăm tối nó quá tệ hại để mà làm ảnh hưởng đến cuộc đời tương lai của mình. Và rất là may mắn là mình dừng lại đúng lúc năm 20, 25 tuổi các anh chị, năm 23 tuổi thì mẹ của Thêu nói rằng là con ơi, là nếu mà con sống ở trong Sài Gòn mà con làm việc mà con cảm thấy nó khó khăn như thế thì con về đây đi, có nhà mẹ có rau ăn rau, có cá ăn cá, mẹ dư sức để nuôi được con, không nhất thiết là con phải bươn chải như vậy đâu đúng không ạ. Thì mẹ mẹ làm cái gì mẹ mẹ có thể lo được con. Và lúc đó mình cảm thấy rằng là cái cuộc chơi kiếm tiền này sao mà nó khó khăn quá, nó áp lực quá. À, năm 18 tuổi em đi làm kiếm tiền, các anh chị đi làm là đi làm thuê, làm mướn, chứ làm văn phòng làm văn phòng cũng là làm mướn làm thuê thôi mà các anh chị đúng không, làm mướn làm thuê đâu, làm nhiều nghề các anh chị nha. Các anh chị hỏi rằng là Theo học đại học mà sao đi làm văn phòng được. Đi làm mướn mà thì mình cứ vô mình xin làm phụ bếp, phụ dọn nhà rồi đó, xin đủ nghề để làm. Mà trong Sài Gòn anh chị không có thiếu nghề để chị làm ha, không cần không có bằng cấp anh chị vẫn làm được đấy. Thì bươn chải nhiều quá, đi kinh doanh, đi bán hàng đi kinh doanh đâu cần bằng cấp các anh chị. Mình cứ thấy ai mà tuyển người bán hàng, tuyển nhân viên bán hàng đâu, nhảy vô làm thôi. Ừ, cứ tuyển nhân viên bán hàng là nhảy vô làm, thì làm có điều làm được thôi các anh chị à. Thì càng làm càng phát tiền, rồi mình theo anh em, mình theo người nọ người kia, mình làm kinh doanh, mình theo những cái người mà rủ mình đi kinh doanh đó, mình bước trước mình đi theo theo mình làm kinh doanh. Thì bởi vì mình không có kiến thức nên là mình càng làm mình càng mất tiền các anh chị ha. Đấy, mà rất là hên là mình không có phá tiền cho cha mẹ mình nhiều. Thế thì hên là mình dừng đúng lúc các anh chị. Năm đó mình sắp ra trường rồi, 5 năm rồi đại học, 5 năm, 5 năm rồi theo sắp ra trường rồi. Thì theo đi về quê, theo xin từ giã cuộc chơi. Tôi nói rằng là cuộc chơi này nó không phù hợp cho mình.
mình chấp nhận số phận, an phận cuộc đời, mình sẽ sống bám cha mẹ mình đúng không, mẹ mình có gì mình ăn thế đó. Về quê ở ẩn thì thêm xin phép về quê, không có bươn chải trong Sài Gòn nữa. Thì năm đó theo đi về quê các anh chị, và mình quyết định là mình sẽ tu tập. Tu tập có nghĩa là sao ạ? Là mình sẽ đi làm thuê, một tháng mình được bao nhiêu tiền thì mình sẽ chấp nhận cái cuộc đời như thế, chứ mình sẽ không có kinh doanh kinh ơ gì hết, bán hàng bán buôn gì hết, có sao chơi có sao sống vậy được không ạ? Thế thì sau khi mà mình về quê như vậy, mình ở nhà với cha mẹ mình 2 năm, thì trong 2 năm đó cái mộng đó, cái mộng khát khao thành công của mình nó cũng còn muốn các anh chị ha. Nhưng mà có điều là mình thề, mình hứa rằng là mình sẽ không đụng vô tiền của cha mẹ mình. Có nghĩa là mình, nếu mà mình có dùng tiền để làm gì đó, thì cũng là tiền của bản thân mình làm ra. Mình đi làm thuê, làm mướn, có đồng ra đồng vô, mình bán buôn gì đó có đồng ra đồng vô, mình tự mình xử lý với cái vấn đề là tiền của mình. Chứ mình thề luôn mình sẽ không đụng tới tiền cha mẹ. Mình hứa luôn, hứa danh dự luôn á. Và kể từ đó là mình không có đụng vô tiền của cha mẹ mình. Thì em thuê cứ đi làm thuê bao nhiêu, có bao nhiêu tiền thì mình trang trải, mình cứ buôn buôn bán tiếp. Nhưng mà bán đợt này là bán online, không có mở shop, mở cửa hàng gì hết, nên là nó không có rủi ro. Cái rủi ro duy nhất là mình nhập hàng về bán không được, mất hàng thôi. Đấy, thành ra là mình chơi trong cái thế an toàn như vậy, thì để mà đỡ phải phá tiền cho cha mẹ mình. Và cứ như vậy nó trôi qua trong 1-2 năm, và theo vẫn cứ tìm kiếm cơ hội thành công cho mình, theo vẫn cứ tìm kiếm mấy cái cuộc thi, ví dụ như là thi thi hoa thi thi nổi thi giọng hát hay nè, mặc dù mình hát rất dở, rồi mình hy vọng là cuộc đời nó sẽ may mắn cho mình. Rồi mình thi diễn viên nè, rồi mình đi thi chương trình giọng hát dở nè, mình hy vọng là mình sẽ được lên TV, rồi mình nghĩ mà lên TV mình sẽ thành công đó. Rồi mình đi thi tại vì tự tin lắm, nói chung là có cái gì là ok là mình sẽ đi tìm con đường thành công mà. Nhưng mà khi mà mình đến những cuộc thi diễn viên hay cuộc thi hát hay là cuộc thi diễn hài á, thì mình thấy là mình không thể nào đọ lại với hàng nghìn thí sinh như thế được. 2.000 thí sinh mà người ta chỉ chọn ra có 2-3 đứa thì chắc chắn là mình không có đọ được. Thế là tôi cũng từ bỏ cuộc chơi và quyết định là về quê một lần nữa. Về quê một lần nữa ha, chấp nhận tiếp, an phận cuộc đời tiếp. Thế là cứ năm tháng, ngày tháng nó cứ trôi qua như vậy, và mình không có chấp nhận được các anh chị. Mình cứ tìm kiếm, mình kinh doanh online, bán hàng bán buôn này kia trên mạng, và mình cứ bán ra, bán hoài không được, cứ nhập hàng gì rồi bán không được cái là bị lỗ, lỗ xong cái nhập cái hàng khác gì bán được cái lỗ, xong cái nhập hàng khác gì bán được cái lỗ, lỗ thì mình chịu, nên là mình không có ăn hận nữa. Ngày xưa là mình xài tiền của cha mẹ thì mình ăn hận, nhưng mà đây là tiền của mình nên là mình vẫn có thể là ung dung, vẫn có thể thoải mái được. Nhưng mà cho đến đến một năm, đến một ngày là theo 25 tuổi, lúc đó thì 25 tuổi thì tôi cảm thấy rằng là mình già rồi các anh chị. Tự nhiên cái mình ngồi mình nghĩ là mình nghiệm lại là 25 tuổi là nó lớn tuổi quá rồi. Bây giờ mà không có chịu thay đổi thì chắc là 30 tuổi nữa rồi mình. Tại vì thường thường là mọi người hay nói là 30 tuổi là già lắm rồi. 30 tuổi là chị em phụ nữ, mà 30 tuổi là hết đát rồi, hết hết hạn sử dụng. Đó là nên cái tư tưởng của mình là mình bị ám cái vụ mà đến 30 tuổi là cái tuổi đó là cái tuổi gọi là không có mơ mộng cuộc đời gì được, ý vậy đó. Ngày xưa thì em nghĩ như thế, nên là mình thấy mình 25 tuổi là mình tính là 1, 2, 3, 4, 5, còn 5 tuổi là hết đời. Mà bây giờ là thứ nhất là công ăn việc làm không có, rồi là cái người chưa có gia đình, chưa có con cái gì hết đó, rồi người sắc đẹp sức khỏe cũng không có luôn, người thì da với xương thôi, thì mà nhảy nhảy tưng 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 là nó già liền bây giờ đúng không các anh chị? Rồi bây giờ chưa chưa ha, có nghĩa là bây giờ mình là con gái đó mà nhìn còn thấy bất ứng, mà mai mốt mình lấy chồng mình đẻ con nữa thì nó ứng cỡ nào các anh chị, nó xuống xí cỡ nào nữa. Thế này bắt đầu lo, mình bắt đầu mình nghĩ tới cái tương lai, cái mình bắt đầu lo sợ. Rồi ăn 18 tuổi thì hứa rằng là tôi phải báo hiếu được cha mẹ của mình, có này thì phải trả ơn công ơn sinh thành nuôi dưỡng của cha mẹ mình đúng không ạ? Nếu mà cha mẹ của theo mà theo không có đền ơn đáp nghĩa được thì cả cuộc đời này mình sống trong ân hận các anh chị, mình sống trong cái sự gọi là không có thoải mái bản thân của mình. Và năm 18 tuổi mình đã nhiệt huyết biết bao nhiêu, mình đã thề thốt biết bao nhiêu là mình sẽ trả ơn cho cha mẹ mình sẽ làm ra tiền để báo hiếu cho cha mẹ mình, mà giờ đây mình vẫn còn ăn bám cha mẹ mình. Thế là mình nghĩ tới đó mình cảm thấy rằng là nếu như bây giờ mình không thay đổi các anh chị thì mình sắp già rồi, nó tóm lại là vậy, mình sắp hết đời rồi.
mà mình không thay đổi nữa là xong cuộc đời rồi, coi như cuộc đời của mình là xong rồi, coi như là nó không có gì ok cả đó. Nên là Theo đã quyết định là Theo phải thay đổi trước tuổi 30, là tôi phải thành công trước tuổi 30. Đó là thời khắc mà Theo đưa ra quyết định và sứ mệnh cuộc đời của mình thay đổi lên các anh chị. Và Theo đã bắt đầu chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. Theo không còn bám lấy cha mẹ mình nữa. Theo cũng không hy vọng rằng là sẽ có một cái người đàn ông đến để cưới mình nữa. Tại vì lúc đó mình nghĩ rằng là mình trẻ đẹp, trong khi là người có 39 kg, da thì đen, da với xương thôi, mà lúc nào cũng cũng tư tưởng là mình con gái đẹp, sẽ có một cái người đàn ông thành công nào đó đến để cưới mình, lo cho mình, lo cho cha mẹ của mình. Nên là ok mình đi kiếm tiền, không được thì thôi, được thì tốt, không được thôi, không được thì ok mình sẽ hy vọng mình sẽ có một cái người chồng nào đó lo được cho mình. Thế là mình cứ tìm kiếm, mình cứ hy vọng sẽ có cái người đàn ông lo cho mình. Thì đến một ngày á, tôi mới nhìn lại những cái người mà họ quen mình đó các anh chị. Đa số những cái người đàn ông con trai mà quen mình á thì không có ai có tiền hết trơn. Thì mình mới nghiệm lại là không phải là họ họ không có tiền, mà mình nghiệm lại là bởi vì mình quá xấu xí, mình không có đẹp, lấy đâu ra mà quen được cái người đàn ông tài giỏi, mình có tiền lo được cho bản thân, lo được cho gia đình mình, đúng không? Thì lúc đó mình mới nghiệm lại là thôi cuộc đời rồi, chắc chắn là sẽ không có cái người nào đến để mà lo cho mình, cho gia mình, cha mẹ mình đâu, nên là mình phải tự đứng trên đôi chân của mình thôi đấy. Và thứ hai, tôi thêm nghiệm lại nữa rằng là cha mẹ của tôi cũng chỉ là bác nông dân thôi. Chỉ có điều là cha mẹ của Theo làm giỏi á, làm nông dân giỏi, nên là có tiền nhiều hơn những cái cô dì chú bác hàng xóm thôi, nên là lo cho mình một cái cuộc sống nó tốt hơn so với những cô dì chú bác hàng xóm thôi. Chứ thật ra cha mẹ của mình không phải là ông to bà lớn, cũng không phải là một cái người có địa vị xã hội cao, mà nếu như bây giờ mình bám lấy cha mẹ của mình, có phải làm khổ cha mẹ mình không đấy. Và đi làm thuê các anh chị ơi, Theo nghiên cứu rồi, cái bằng đại học của Theo á chỉ xin được cái công việc 3 triệu một tháng thôi. Dù Theo có tiền, Theo có thay đổi hàng trăm công việc, thì cái công việc nào mà đưa cái bằng đó vô, người ta cũng cho 3 triệu một tháng cho xuống, không hơn, không hơn. Vậy thì Theo mới nghiệm ra rằng là nếu mà mình bám lấy cái công việc đi làm thuê của mình thì mình cũng chỉ 3 triệu trở xuống thôi, mặc dù mình có giỏi cả năm đấy. Và sau khi mà và thêm một yếu tố nữa, đó chính là mình làm ra tiền mà mình không giữ được tiền anh chị. Mình làm ra 5 triệu thì mình hết 5 triệu, mình làm ra 3 triệu cũng hết 3 triệu. Đó này là cuối cùng thử nghiệm lại, mình tổng hợp lại tất cả những cái yếu tố thì mình suy thẳng ra rằng là nếu như mình không thay đổi thì cuộc đời của mình nó ngàn cân treo sợi tóc. Và lúc đó thì đã tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình, đứng lên bằng đôi chân mình phải thay đổi nha anh chị. Và thời khắc đó là cái thời khắc mà Theo rất là sẵn sàng để thay đổi, và đúng là cái thời khắc mà Theo chịu trách nhiệm cho cuộc đời của Theo anh chị. Còn trước đó là mình vẫn còn hy vọng là sẽ có một cái gì đó nó đến để giúp đỡ mình, hy vọng là sẽ có một ai đó sẽ đứng đằng sau lưng, đỡ lưng cho mình, đỡ cho mình. Nhưng mà đúng cái thời khắc đó mình mới nhận ra rằng là trên cái cuộc đời này nè, chỉ có mình mới giúp đỡ được mình thôi. Nếu như bây giờ mình không thay đổi, gia đình mình ai lo, cha mẹ mình ai sẽ lo đây? Và bản thân của mình sau này mình sinh con ra với cái sức khỏe ốm yếu như thế này, mình đẻ một đứa con đó mà nó lấy đi rất là nhiều cái chất dinh dưỡng trong người mình nữa, thì mình còn cái gì đây? Rồi lúc đó mình xấu xí, mình già nua, ai sẽ tôn trọng mình đây? Rồi chồng, cái người đàn ông, cái người chồng mà sau đó họ cũng sẽ che chán mình, rồi cuộc đời của mình nó có phải là thảm tệ không? Rồi chưa kể đến cái việc mà cha mẹ của mình càng ngày càng lớn tuổi, sức khỏe càng ngày càng đi xuống, rồi mình họ phải ở bên cạnh của mình nhìn thấy họ chịu những cái cơn đau như vậy, mình có chịu nổi không đó. Và những cái bức tranh đó nó cứ lua trong đầu của mình, và nó đưa ra cho mình một quyết định là mình phải thay đổi chị. Dạ, và khi mà tôi đưa ra quyết định là tôi thành công trước tuổi 30, không còn biết bằng cái cách nào đó, bằng cái gì đó tôi phải thành công được, thì đúng lúc đó là mình đã sẵn sàng. Thì khi mà người học trò sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện nha anh chị. Và Theo tìm kiếm trên mạng xã hội thì Theo đã gặp được môi trường câu lạc bộ. Và môi trường câu lạc bộ là cái nơi mà cho Theo rất là nhiều những cái tri thức mà cả cuộc đời này Theo nghĩ rằng là nếu như dùng bằng cái cuộc đời của Theo, bằng cái thời gian, công sức, tiền bạc mà Theo có, thì Theo sẽ không bao giờ học được những kiến thức này anh chị. Và lúc nào Theo cũng cảm thấy mình là một người có danh giá.
cái sự danh giá nó đến từ cái tri thức quý giá mà tôi học được từ câu lạc bộ, đúng không ạ? À, các anh chị công nhận một người có tri thức luôn là một người có giá trị, đúng không? Mà những cái tri thức này theo nghĩ rằng là nếu như không có mối quan hệ với môi trường câu lạc bộ, không có mối quan hệ với các anh chị thành công ở đây, thì cả cuộc đời của mình tôi cũng không biết là lấy tiền đâu ra để học. Nên rằng là theo nguyện rằng là nếu như theo học được, theo áp dụng được cuộc sống của theo, chỉ cần thay đổi một chút xíu thôi, thì theo sẽ dành cả cái cuộc đời này để mà theo dùng những kiến thức này giúp đỡ lại cho những anh chị khác, các anh chị. Và rất là tuyệt vời, sau khi mà mình trở thành thành viên của nhóm này, doanh nhân chẳng phá vàng của câu lạc bộ, theo đã học được cách kinh doanh như thế nào, cái cách làm thế nào để thay đổi cuộc sống của mình, tự chủ cho cuộc sống của mình, giúp cho mình liên tục gia tăng thu nhập, giúp cho mình chăm sóc sức khỏe tốt hơn, xây dựng mối quan hệ hòa hợp tuyệt vời hơn, và giúp cho mình có thể là gì, tạo ra những cái dòng thu nhập thụ động để mà trong tương lai mình không, mình có những cái lúc mình không làm việc được thì mình vẫn có những cái dòng tiền cho mình. Và Thêu đã tranh thủ trong vòng 6 tháng đầu tiên, tôi đưa ra quyết định là mình phải lấy được tất cả những cái tri thức cơ bản nhất của câu lạc bộ, của trong nhóm này doanh nhân, để mà mình có thể xây dựng được cái cuộc đời của mình tốt nhất, tạo ra cho mình một cái thu nhập đầu tiên là 100 triệu là nhận đầu tiên cho mình. Hai các anh chị, và Thêu đã làm được điều đó. Và sau khi mình đã làm được thì Thêu rất là, và Thêu đã tập trung 100% trong cái việc học tập và rèn luyện, tiếp tục làm việc xây dựng công việc kinh doanh của mình. Mục tiêu của Thêu là chỉ có đó thôi, xây dựng công việc kinh doanh của mình, chăm sóc những cái mối quan hệ và chăm sóc sức khỏe của mình liên tục trong vòng 1 năm, 1 ngày 15 tiếng đồng hồ, liên tục trong vòng 7 ngày trên tuần và 30 ngày trên 1 tháng, liên tục trong vòng 1 năm như vậy. Điều đó chính thức sở hữu cho mình một khối tài sản đầu tiên là 1 triệu đô la đầu tiên. Và Thêu đã có được một cái doanh nghiệp cho mình, tạo ra cho mình cái dòng thu nhập thụ động dư giả để Thêu có thể chi trả cho mình cuộc sống mà Thêu muốn. Chưa tới 30 tuổi. Chưa tới 30 tuổi đúng không ạ? Đấy, nhưng mà bởi vì cái sự thành công nó đến với Thêu quá là nhanh, nên nó có những cái, nó có những cái thứ mà mình chưa có đỡ kịp, có thể mình chưa có rèn luyện tăng thân trí của mình nó tốt nhất có thể, nên là đôi lúc Thêu cũng gặp những cái sự trở ngại. Và rất là may mắn vì mình liên tục rèn luyện thân tâm trí, nên là với cái tình yêu thương và lòng biết ơn của mình thì Thêu đã vượt qua những cái thử thách, và may mắn là giữ được cái sự kỷ luật, giữ được cái sự phong độ của mình, và Thêu đã tiếp tục học tập và rèn luyện trong môi trường câu lạc bộ liên tục hơn 3 năm nay, nên là gần 4 năm rồi các anh chị. Chính thức là năm 2019, 2021, 2023, 4 năm, thì gần 4 năm rồi. Và chính thức là ngày hôm nay Thêu đã giác ngộ hoàn toàn, cái thân tâm trí của mình đã đủ tiềm lực để Thêu có thể liên tục gia tăng cái tài sản của mình. Và Thêu cũng đã biết cách hòa hợp với mối quan hệ xung quanh mình, chăm lo sức khỏe của mình, và đặc biệt là xây dựng cho mình một cái doanh nghiệp tự động hóa và trở thành một cái nhà lãnh đạo mà được rất nhiều anh chị em ngưỡng mộ, yêu thương, tin tưởng, quý mến. Và cái sự hạnh phúc mỗi ngày của Thêu đó chính là nhìn thấy những anh chị đồng hành học tập với mình, xây dựng công việc kinh doanh cùng mình, họ thay đổi lên mỗi ngày đó. Và Thêu rất là biết ơn hai người thầy của mình là doanh nhân anh Trịnh Huy và chị Nguyễn Diễm, đúng không ạ, là những người thuyền trưởng của câu lạc bộ, tạo ra một cái môi trường quá là tuyệt vời. Và Thêu rất là biết ơn các anh chị doanh nhân đi trước, những anh chị mà họ thành công, các anh chị ha, họ sẽ dành cái thời gian của họ để mà họ cống hiến lại. Bởi vì vậy nên là Thêu là người đi sâu, Thêu học được rất là nhiều, thành ra Thêu đi rất là nhanh ha. Và anh chị ở đây cũng vậy, anh chị là người đến sau thì các anh chị phải nhanh hơn những người đi trước, tại vì anh chị liên tục được học kinh nghiệm của những người giỏi ha. Đấy, và các anh chị doanh nhân câu lạc bộ, đúng không ạ, anh chị sẽ ra sao nếu như các anh chị được học trực tiếp từ 5 nhà triệu phú, từ 5 cái người đi lên từ cái gốc rễ, đi lên từ cái lúc mà họ không có gì, thì các anh chị không những là họ thành công về tài chính mà còn thành công về sức khỏe, về cái mối quan hệ họ rất là hòa hợp, đặc biệt là họ có một cái tâm yêu thương rất là lớn.
Thế các chị tìm đâu ra những con người như vậy để mà mình học theo, mình noi gương theo các anh chị ơi? Và anh chị có nghe câu rằng là bạn sẽ trở thành cái người mà bạn theo mỗi ngày. Vậy thì cái người mà các chị đang theo là ai? Nó quyết định cuộc đời các anh chị đó. Hả? Nên là thưa, có được sự thành công của ngày hôm nay nó đến từ những cái người thầy mà theo học. Rất là may mắn là mình chọn đúng thầy, đúng môi trường, đúng đối tác, đúng những người bạn các anh chị. Đó là cái sự thành công. Anh chị lựa chọn đúng thì cái hành trình đi các anh chị nó cực kỳ nhẹ nhàng. Ok, và sau khi mà Thương có được cái đã có tài sản hàng triệu đô la cho mình thì Thương cũng đã biết cách quản lý tiền. Thương đã trích cho mình một cái quỹ free để mình có thể đi du lịch, tận hưởng cuộc sống. Thương cũng bước chân ra được thế giới, được ăn mặc những bộ đồ sang trọng hơn, được đi được di chuyển bằng những cái phương tiện nó đẳng cấp hơn. Ví dụ như ngày xưa mình đi xe đò, ngày xưa mỗi lần mà đi về quê là tôi đi xe đò, đi xe đò 22 tiếng đồng hồ. Nghe tới đi về quê thôi là muốn áp lực tinh thần rồi, nghe tới cái xe đò là muốn là người muốn quẻ rồi. Nhưng mà bây giờ á, tôi được di chuyển bằng máy bay hoặc là đi bằng ô tô, và mình cũng đi bằng hãng thương gia. Và xin ăn mừng với các anh chị rằng là tất cả những cái chuyến du lịch của mình hầu như là theo sẽ đi du lịch bằng hãng thương gia, hãng VIP. Và sắp tới đây thì có hai chuyến du lịch cũng khá là xa, rất là dài, đi qua Ý, đi qua châu Âu các anh chị ha. Đi qua châu Âu thì bay rất là xa, thì vậy nên là mình cũng đã cho phép mình được đi hạng thương gia để mình được lên mình nằm ha, khỏe cái thân. Sau đó là mình lại được đi Dubai, một hai cái chuyến du lịch rất là tuyệt vời trong năm nay, và theo sẽ được tận hưởng cho bản thân của mình và đi cùng với đội nhóm của mình nữa. Các chị thấy tuyệt vời không ạ? Và đi là theo được đi đến Hàn Quốc, được ngắm hoa anh đào cùng với các anh chị trong môi trường câu lạc bộ. Các anh chị có thích hoa anh đào không? Ngày xưa tới mùa Tết á, là mình được nhìn hai ba cái bông thôi, bây giờ nhìn thấy nguyên cả một ràng bông thôi. Thì cũng đã giúp được cho cha mẹ của mình có được những cái ngôi nhà, có được cái cuộc sống chất lượng, đi du lịch, bước chân ra thế giới. Các mẹ theo bây giờ, cha mẹ theo bây giờ được cả số cả làng nói rằng là trời ơi, cái ông bà đó sướng quá đi, có cái đứa con gì mà sướng quá đi đó. Mỗi lần mình cha mẹ mình nghe như thế là nở mày nở mũi, nở mày nở mặt đúng không ạ? Thế thì theo không có còn bị áp lực với cái khoản tiền ngày xưa nữa. Cha mẹ mình bỏ tiền nuôi mình xứng đáng bây giờ, quá xứng đáng đó. Thì đó là một vài cái, và một cái thành công đó là Thư cũng đã sở hữu cho mình cái đội nhóm tinh anh rất là tài giỏi, rất là tuyệt vời. Mà đây là cái ước mơ mà ngày xưa mình rất là thầm mơ ước. Em rất là ước được có những anh chị mà họ yêu thương mình, họ ngưỡng mộ mình, họ đi theo theo mình, cùng làm việc với mình ước lắm các anh chị. Mình ước có đội nhóm rồi đó, có đồng đội lắm, có đội ngũ lắm. Mình thích làm lãnh đạo lắm, mình thích được làm lãnh đạo lắm các anh chị. Và mình rất là may mắn, mình cũng đã sở hữu cho mình một cái chiếc xe ô tô như mình mơ ước các anh chị. Và rất là may mắn, rất là tuyệt vời là Thư cũng đã giúp cho chị gái của mình thay đổi. Chị gái của Thư là một cái người rất là rụt rè, rất là sợ hãi và chỉ sống ở vùng quê thôi. Xưa giờ chỉ biết ở quê thôi, biết đi ra đi vô trong cái nhà của mình thôi. Và sau cái sự thay đổi của mình thì Thư cũng đã truyền cảm hứng cho chị gái của mình dám bứt phá, dám nói chuyện trước công chúng, dám đứng trước đám đông để làm thuyết trình, để làm MC, để mà dám bước ra khỏi vùng thoải mái đó. Và chị gái của mình là cái người mà rất là hiền lành và hiền lành và rất là tốt bụng. Nhưng mà có điều là bởi vì cái sự quá hiền lành đấy và nó làm cho chị rất là nhút nhát, nhưng mà chị rất là tài giỏi và rất là tuyệt vời là với cái sự thành công của mình đã truyền cảm hứng được cho chị gái của mình, và chị ấy đã thay đổi. Và chính thức tháng 11 này theo được chị gái của mình mời đến dự cái tiệc, đó chính là tiệc nhận chiếc xe của chị ấy, là chiếc xe ô tô đúng không ạ? Là một cái người sống ở vùng quê chưa bao giờ nghĩ rằng là mình chưa bao giờ đủ số tiền để mua trọn vẹn một chiếc xe máy cho mình. Nhưng mà ngày hôm nay chị ấy đã học lỗi từ mình thôi, mà chị cũng đã thay đổi. Và trong tháng 11 tới này ha, chị mới vừa gửi cho thêm một cái thiệp mời là em hãy về quê, sắp xếp thời gian về quê để mà dự tiệc nhận xe của chị nhé. Trời ơi, mình cảm thấy dở òa luôn á anh chị. Và mình nói rằng là mình thầm cảm ơn cuộc đời lắm các anh chị đó. Và sắp tới thì
đó là cái người chị gái của mình ha, nó tuyệt vời không ạ, thay đổi cả cuộc đời chị ấy luôn ha. Và ngày xưa em nhớ rằng là chị gái của mình mà lúc mà mượn tiền, mà ngày xưa mượn tiền mình không có cho, mình nói rằng là bây giờ mà mình cho chị gái mình mượn tiền đó là chị ấy sẽ y lại mình. Thế là lúc đó chị gái của mình gặp bị lừa tiền á, thành ra mượn tiền mình, thì lúc đó mình nói rằng là không được, nếu mà mình cho chị gái mình mượn tiền đó là sau này chị ấy sẽ y lại mình chị ấy sẽ không thay đổi. Thế là lúc đó em mới mới em nói là chị ơi em không có tiền để cho chị mượn đâu, nhưng em chỉ cho chị tên, em chỉ có 5 triệu để cho chị thôi. Đấy, và mình quyết định là mình không không giúp đỡ về tiền bạc. Thế là nhờ như vậy các chị học mà chị ấy đã tự bứt phá, tự thay đổi và tự chịu học với mình, và nhờ cái lần đó mà chị đã chịu học, chịu thay đổi, mà ngày hôm nay chị đã giải quyết tất cả những cái khoản nợ mà ngày xưa chị bị là bị người không có hiểu biết giống như mọi người thôi đúng không ạ, và giải quyết hết tất cả, mà thậm chí là đưa thu nhập của mình tăng gấp rất nhiều lần. Bởi vì anh chị biết những cái người ở quê thì họ chỉ làm thu nhập 2 đến 3 triệu một tháng thôi, mà bây giờ thu nhập của chị ấy có thể trên 50 triệu một tháng. Đúng không ạ? À, mình thành công, chị em của mình thành công thì cha mẹ mình mới hạnh phúc trọn vẹn. Đây là mục tiêu của Theo, là giúp cho chị em trong gia đình của Theo tự do tài chính. Thì cái thời khắc đó cha mẹ của Theo không phải lo cho ai nữa. Lúc đó cha mẹ của mình sẽ hạnh phúc nhất. Và mục tiêu trong cuộc đời của mình là mang nụ cười cho cha mẹ. Các anh chị thấy em tuyệt vời không? Đó, mục tiêu có trong cuộc đời là mang nụ cười cho cha mẹ thôi đó. Và nụ cười của cha mẹ Theo nó mới có một nửa thôi. Nó sẽ một nửa nếu như mà chị em trong gia đình của Theo không thành công, không tự do tài chính. Bây giờ nụ cười của cha mẹ mình nó trọn vẹn rồi đó các anh chị ha. Bước ra đời bây giờ là cha mẹ mình nãy mời nó nãy mà nãy, nãy cái mặt nó nở mặt lắm, tự hào lắm, đi đâu cũng khoe con gái con ơi gì hết trơn á ha. Ok các anh chị ơi, các anh chị có thích nhà không ạ? À, cảm ơn các anh chị đã nghe câu chuyện của Theo ạ. À, cũng dài quá nha, nhưng mà sao mà qua câu chuyện của Theo anh chị có thêm những cái bài học không ạ? À, có truyền cảm hứng cho các anh chị không ạ? À, đó, bởi vậy nên là muốn truyền cảm hứng cho các anh chị thì kể nó hơi sâu sắc một xíu, nó hơi chất lượng một xíu ha. Đó, có vui không, có thoải mái không, thế kể dài vậy rồi có thoải mái không, có hào hứng gì không, có cảm thấy rằng là không có thích nhỏ này không ạ? À, cứ kể ha các anh chị ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua một cái phần nội dung ngày hôm nay mà Thư sẽ giúp cho các anh chị, đó chính là thường hay là chúng ta hay gặp một cái vấn đề mà nó khiến cho mình không có thành công được, đó chính là cái tính trì hoãn của mình đúng không các anh chị. Và em Thư tin rằng là tất cả các anh chị ở đây á, mình cũng đang gặp một cái vấn đề, đó chính là do các bạn trì hoãn của mình thôi. Có một cái tư duy đó chính là không phải là mình không biết phải làm gì, dạ không phải là mình không phải là mình không biết làm gì, mà là gì á, mình biết mình cần phải làm gì nhưng mà mình không làm thôi đúng không các anh chị. Các anh chị biết mà đúng không, các anh chị biết rằng là mình cần phải làm cái đó, nhưng mà tại vì cái tính trì hoãn của mình và nó không cho mình được phép làm đấy, và nó làm cho mình cái sự cạnh tranh thành công của mình nó bị trì hoãn lại, nó bị hoãn lại và nó kéo dài từ năm này qua năm nọ, ngày này qua tháng nọ sổ tháng kia, và cuối cùng thì sao ạ? À, cuối cùng năm tháng trôi qua lãng quên cuộc đời, chứ có mình lãng quên, mình bị lao vào, mình bị dính vào những cái cuộc chơi trong cuộc sống, ví dụ như là phải xử lý những cái vấn đề trong cuộc sống, thế là mình bị cuốn vào cuộc chơi, nên là mình không có tập trung vào cái mục tiêu của mình được. Và để mà có được cái sự thành công của Thư như vậy các anh chị, trong vòng hơn 4 năm thôi mình đã có thể tự do tài chính, tự do thời gian rồi, so nhanh hơn so với 10 năm trước đây của em Thư đúng không ạ? Nó đến từ việc đó chính là Thư đã dẹp được cái bệnh trì hoãn này. Cả các anh chị ở đây mình đến với môi trường câu lạc bộ, mình đã may mắn một cái là các anh chị sẽ biết anh chị cần phải làm gì. Anh chị tất cả các anh chị nếu mà chịu học nghiêm túc thì các anh chị biết là anh chị sẽ cần phải làm gì để thay đổi cuộc sống của mình đấy. Nhưng mà các anh chị sẽ không thay đổi được nếu như các anh chị có cái bệnh trì hoãn bên trong của mình. Và anh chị nào mà dẹp được cái bệnh trì hoãn này nhanh nhất và kết hợp được với cái việc là áp dụng những kiến thức mà câu lạc bộ đó, mà anh chị thu thập những kiến thức câu lạc bộ trao tặng cho các anh chị, thì trong vòng 6 tháng đến 2 năm tới cái chuyện mà các anh chị tự do tài chính, gia tăng được cái chất lượng cuộc sống, nâng tầm phong cách sống các anh chị lên một cái tầm cao mới,
Đó là cái chuyện mà anh chị nào đây cũng làm được, nhưng mà để làm được các anh chị phải dẹp được các bạn trì hoãn. Ok, thì hôm nay theo sẽ chia sẻ cho anh chị cái cách theo đó làm như thế nào để giúp cho các anh chị, mong rằng mà tất cả anh chị ở đây mình sẽ thay đổi được ha. Và trong tháng này thôi, riêng trong cái tháng này thôi, anh chị sẽ đạt được mục tiêu của anh chị. Và cho đến từ bây giờ đến cuối năm, chúng ta chỉ còn mấy tháng nữa thôi là tới Tết rồi. Tới Tết là đoàn tụ gia đình đó không ạ? Và cái tháng đầu tiên anh chị, cái năm đầu tiên mà Theo được gặp câu lạc bộ đó, Theo rất là mong chờ đến cái Tết. Bởi vì mình lần đầu tiên trong cuộc đời mà mình được ăn một cái Tết mà mình có dư tiền đó các anh chị. Mình có tiền mình cho cha cho mẹ mình, có tiền mình mua bánh mua trái gì để cho gia đình đó. Còn ngày xưa mỗi lần tới Tết là mình áp lực lắm. Tại vì mình nghe mẹ mình nè, lại là phải đi mua bánh rồi, lại là phải đi mua bông rồi, rồi mua bánh mua bông thôi mà nhiều tiền quá, rồi cúng nữa, quẩy rồi nhiều tiền quá. Nên mình rất là, mình ước gì mình có tiền tiền mình đưa cho mẹ mình, để mẹ mình phải phải khổ phải than nữa. Và cái cảm xúc mình được ăn một cái Tết mà nó có dư tiền, nó đã lắm đó anh chị. Nó sướng cuộc đời lắm, cuộc đời lần đầu tiên trong cuộc đời ba mươi mấy năm, hai mươi mấy năm cuộc đời mình mới được có một cái cảm xúc như thế. Bây giờ bản thân em cũng nhớ được cái cảm xúc như vậy. Nó bây giờ thì kiểu như mình quen rồi đó, kiểu như mình tháng nào năm nào mình cũng dư tiền mình cho cha cho mẹ mình, nó quen rồi thì nó không có còn cái cảm xúc như ngày xưa nữa. Nhưng mà cái lần đầu tiên đó, nó đã lắm nha anh chị. Đấy, nên là bây giờ nó sắp tới Tết rồi nè, thì em mới không biết là các anh chị ở đây mình đã từng trải nghiệm được điều đó chưa, thì cũng là sắp tới Tết rồi đúng không, mình đã đem cục tiền mình cho cha mẹ mình đó, rồi mình về mình trang mình lo cho cái gia đình của mình. À, nhưng mà mình lo xong và bản thân của mình vẫn phải có tiền, bản thân mình cũng phải dư giả tiền bạc, chứ không phải là mình lo xong cái là người mình nó cạn queo, tiền bạc nó cạn queo thì nó không có vui cái cha à, đúng không? Rồi chưa kể là tiền xe, tiền máy bay, tiền di chuyển từ từ Sài Gòn về rồi từ nơi khác về nữa đúng không, tiền di chuyển nó cũng khá là nhiều đó. Rồi cái tiền mà mình ở nhà với cha mẹ mình 20 ngày 3 tuần Tết như thế thì mình phải chu cấp cho gia đình này kia rồi này kia, thứ nó rất là nhiều khoản tiền như vậy, nên là mình phải có thì mình về quê nó mới vui, mình ăn Tết nó mới đã cái nương. À, các anh chị, thế thì lý do để mà các anh chị giải quyết được cái bệnh trì hoãn của mình thì đầu tiên các anh chị ạ, à, anh chị nhớ có một cái công thức duy nhất thôi, một cái công thức duy nhất để giải quyết bệnh trì hoãn các anh chị thôi, đó chính là gì ạ? Trì hoãn có nghĩa là sao? Là mình không chịu làm những cái việc cần làm để đạt được mục tiêu của mình, đúng không các anh chị? Mình không chịu làm những cái việc cần làm để đạt được cái mục tiêu của mình. Có nghĩa là bây giờ mình gặp người thành công mình nghe nè, mình biết rằng là cái việc cần làm của mình là bước một là mình phải học, bước hai sau khi mình học xong thì mình phải làm thêm đó. Nhưng mà mình tới cái bước mà học quá là mình đã trì hoãn cái bước học rồi đó, mình không chịu học để thay đổi là bước một rồi ha. Cái xong rồi là những anh chị mà đã đi qua cái bước một, và cho em hỏi các anh chị này, cái hành trình thành công các anh chị nó sẽ có những bước như sau. Bước một là mình biết rõ mục tiêu của mình là cái gì đúng không, thì đến cái bước một là mình phải học cái cách để thay đổi, mình học để mình biết rằng mình cần làm gì để thay đổi đó, thì đó là bước một. Cái bước số 2 á, sau khi mình học xong rồi mình biết cần phải làm gì rồi, thì cái bước số 2 là mình phải làm theo để thay đổi đó. Thì anh chị bị vướng hai cái bước này thôi, anh chị thường là trì hoãn hai cái bước này thôi. Thì cái bước mà ngồi học á, thì thường là anh chị nào cũng nhiều người có thể làm được cái bước này đúng không ạ? Đó, nhưng mà cái bước số 2 đó, đấy cái bước mà làm theo đó, thì 90 anh chị thì 100 anh chị thì chỉ có là gì ạ, 10 anh chị làm theo thôi, còn 90 còn lại là bị trì hoãn. Ok các anh chị đó. Rồi thêm một cái nữa là gì, cái level số 3, cái cấp độ số 3, đó chính là mình làm theo, nhưng mà mình làm theo nó mới có tuần cái xong mới là cái bệnh trì hoãn nó xuất hiện đó. Có nghĩa là thường là các anh chị sẽ làm theo được 2 tuần đầu tiên thôi, 2 tuần đầu tiên mình rất là hào hứng và mình sẵn sàng làm theo. Sau 2 tuần mình học đó, mình sẽ rất là mong muốn làm theo. Nhưng mà tới cái tuần số 3, tuần thứ 4, tuần thứ 5, cái bệnh trì hoãn nó xuất hiện nhiều hơn. Đó, thì cái level thứ 3 ở đây là các anh chị chỉ làm theo được 2 tuần đầu tiên và những tuần sau đó các anh chị trì hoãn. Còn cái level thứ 4 đó chính là những anh chị họ thiết lập luôn, tôi là người sẵn sàng hành động ngay lập tức, tôi là người làm những cái việc
Tôi sẵn sàng làm những cái việc gì vậy? Có thể là gì không thoải mái để giúp cho mình đạt được cái mục tiêu đó, định vị luôn. Là nghe anh chị hình dung rồi. Thì cho em hỏi cái gì, anh chị đang ở level nào? Anh chị đang ở cấp độ nào? Cái cấp độ là chưa chịu học luôn đó, cái bước học thôi là mình đã chưa chịu học rồi nè. Cái cấp độ số 2 là cấp độ mà mình học rồi, mình biết rồi, mình biết là cần phải làm gì rồi nhưng mà mình không có làm theo. Cấp độ số 3 là mình có làm theo nhưng mà làm theo được 3 tuần đầu tiên mình nghỉ. Còn cấp độ số 4 là mình định vị luôn và mình liên tục làm theo, hành động bất chấp sự thoải mái. Đây là có một cái tư duy số 16 của những người thành công, của những nhà triệu phú hay các nhà. Những nhà triệu phú thì người ta có 17 cái tư duy thịnh dưỡng, tối thiểu là 17 cái tư duy thịnh dưỡng, còn ngoài ra nó còn rất là nhiều nữa. Thì tối thiểu các anh chị đã biết 17 tư duy thịnh dưỡng này. Cái tư duy thịnh dưỡng số 16 là tôi hành động bất chấp nỗi sợ hãi để đạt được cái sự thành công của mình. Tôi hành động bất chấp nỗi sợ hãi. Tôi hành động bất chấp luôn. Tôi hành động bất chấp nỗi sợ hãi. Tôi hành động bất chấp sự không thoải mái. Thói quen này các anh chị phải có nếu các anh chị muốn chinh phục sự thành công vang dội. Luyện ngay bây giờ đi các anh chị. Hãy luyện thân tâm trí của mình làm sao mà mình phải có được cái level, có được cái năng lực là hành động bất chấp nỗi sợ hãi thành công, hành động bất chấp cái sự không thoải mái của mình để thành công. Bởi vì sao các anh chị? Bởi vì khi các anh chị muốn đạt một cái mục tiêu nào đó, ví dụ như cuộc sống của mình đang làm ra cái thu nhập 100 triệu lợi nhuận một tháng ở ở cái mức này đúng không ạ? Thì chúng ta chỉ có khả năng xử lý những cái vấn đề nó ở xung quanh cái mức thu nhập của mình thôi. Vậy thì bây giờ mình muốn gia tăng thu nhập, mình muốn từ một cái người đi làm ra tiền trở thành một cái người có thu nhập thụ động, hoặc là mình muốn thu nhập của mình 100 triệu nó tăng lên ở một cái level cao hơn, thì để mình lên một cái level cao hơn thì bắt buộc mình phải xử lý được những cái vấn đề mà từ hồi trước giờ mình chưa bao giờ gặp, trước giờ mình chưa bao giờ làm, trước giờ mình chưa bao giờ từng làm qua, nên là nó sẽ không thoải mái, nó sẽ không dễ dàng, nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ có nỗi sợ hãi tại vì chưa bao giờ làm mà. Chưa bao giờ làm mà bây giờ làm là nhiều khi rất là dễ sợ đúng không? Rồi chưa bao giờ làm nên chắc chắn là nó sẽ không thoải mái. Anh chị rõ chỗ này chưa ạ? Đó, không thoải mái, ok nè. Vì vậy nên là chúng ta cần phải có một cái thói quen là sẵn sàng làm những cái việc mình sẵn sàng bất chấp cái sự không thoải mái của mình luôn. Không thoải mái đúng không ạ? Không sao cả, cứ đúng giờ là làm thôi, cứ đúng nhiệm vụ là làm thôi. Giờ nhiệm vụ của mình nó là như thế thì mình phải hoàn thành. Giờ có không thoải mái cũng phải hoàn thành, giờ có thoải mái cũng phải hoàn thành, mà không thoải mái cũng phải hoàn thành. Bởi vì đó là cái nhiệm vụ mà mình phải làm để mình lên cái mục tiêu tầm cao hơn. Đấy. Vậy thì các anh chị phải tập luyện cho mình cái thói quen này. Để mà tập luyện cho mình thói quen này thì bước 1, gạch cái gạch đầu tiên. Bước 1 là cái mục tiêu này nè, nó phải đủ mạnh, nó phải đủ khát khao của các anh chị, để các anh chị sẵn sàng làm những cái việc không thoải mái để chinh phục nó. Còn cái mục tiêu này nè, nó có cũng được, nó không có cũng được, nó có cũng được mà nó không có cũng được, thì anh chị sẽ nói là thôi, tao sống với cái mức thu nhập này đủ rồi, tao không cần phải vượt không thoải mái làm cái chi nữa. Nên rằng là cái bước đầu tiên để mà các anh chị dẹp loạn được cái vấn đề trì hoãn, đó chính là mình phải có khả năng hành động bất chấp sự không thoải mái và làm ngay những việc mà mình muốn làm. Và muốn làm được điều đó thì cái mục tiêu của các anh chị nó phải đủ khát khao, đủ khát khao, nó phải đủ cái cảm xúc cho các anh chị đó. Vì vậy nên là mình phải xem lại cái mục tiêu của mình làm sao mà mình phải làm cho cái mục tiêu này nè nó ăn sâu vô xương máu tủy thịt của mình, làm sao mà mình phải ám ảnh nó, mình phải khát khao mong chờ nó để mình sẵn sàng vượt qua cái vùng không thoải mái.
Ok không ạ? Và một cái tư duy số 2 các anh chị cần phải nắm, đó chính là cái vùng không thoải mái của mình á, nó chỉ diễn ra một khoảng thời gian ngắn thôi. Có nghĩa là mình ráng mình vượt qua trong tầm 21 ngày là nó sẽ trở thành thói quen của mình, nó sẽ trở thành cái sự thoải mái của mình. Ok không ạ? Và vị của mình là tiếp tục nâng nâng cấp cái sự không thoải mái của mình. Rồi em ví dụ như cái việc mà các anh chị đi luyện body của mình vậy, hôm nay mình chạy bộ 5 phút, đúng rồi, hôm nay mình chạy bộ 5 phút mình cảm thấy nó hơi không thoải mái, nhưng mà mình chạy tầm 10 ngày 20 ngày sau là mình thấy 5 phút đối với mình nó bình thường đó. Ví dụ như là em theo hay hay tập những cái bài mà cơ bụng đi, gập bụng rồi đó, mấy cái bài đó là nó rất không thoải mái, nhưng mà bây giờ mình rất muốn có cơ bụng, đúng không ạ? Mình tập luyện mình rất thích có cơ bụng, mình rất thích có cái cơ bụng nên là mình phải gập bụng để cái cơ nó to ra, rồi mình kết hợp với chế độ ăn đúng uống đủ, cái lượng mỡ nó giảm xuống thì cơ nó sẽ lộ ra, đúng không ạ? Nhưng mà cái cơ mình nó lộ ra nhưng mà mình cũng phải gập cho nó lớn ra, nó phải cái bụng mình nó cái cơ bụng mình nó phải to ra đã, rồi mình ăn chế độ đúng thì cái lượng mỡ nó giảm thì cái lượng cơ của bụng mình nó sẽ lòi ra, nó sẽ nhìn thấy. Vậy thì mỗi lần mình gặp cái bụng đó, mình thấy nó không thoải mái, mình gặp có 10 cái là mình cũng quen rồi đấy. Thì nhưng mà bây giờ mình muốn có cái mục tiêu đó thì bắt buộc mình phải gặp, mình phải làm, không thoải mái cũng phải làm. Nhưng mà làm chừng một tuần sau là mình quen với cái số lượng 10 cái rồi, 10 cái đó là chắc chắn là mình sẽ quen, mình phải quen, chắc chắn là mình sẽ quen. Các anh chị phải nhớ một điều rằng là mình chỉ không thoải mái ở một chút xíu nữa thôi, từ từ nó quen hết á, nó đều sẽ quen hết, nó đều biến thành cái level của mình hết. Thì một tuần sau á mình sẽ quen với cái gập bụng 10 cái, và chắc chắn các anh chị phải nâng cấp level mình lên cho mình không thoải mái đi, và tiếp tục mình mới tăng lên 15 20 cái để mình tiếp tục không thoải mái, sau đó mình đưa cái cơ thể của mình lên level cao nữa chính là 20 cái. Rồi mình cứ tiếp tục nâng cấp và lên 30 cái, 40 cái, 50 cái. Tương tự như vậy với cái thu nhập của các anh chị. Đúng không ạ? Tương tự như vậy với cái thu nhập của các anh chị. Các anh chị học kinh doanh, các anh chị làm bán hàng. Tháng này các anh chị có thể bán 20 triệu lợi nhuận. Nó không thoải mái một chút xíu đâu mà. Nhưng mà các anh chị cứ đúng kỷ luật như vậy, lặp đi lặp lại. Thì cái việc mà tạo ra 20 triệu của các anh chị nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, nó rất là đơn giản, bình thường. Sau đó mình nâng level lên, mình nâng cái level của mình lên, mình lại nâng cái level không thoải mái của mình ra, mình nâng cái giá trị mình lên, mình nâng tư duy mình lên, mình nâng thói quen mình lên. Thế là mình sẽ quen với, mình sẽ quen với cái level 50 triệu. Cái tháng đầu tiên có thể là nó hơi chưa dễ dàng, nhưng mà tháng thứ hai, tháng thứ ba, tháng tư nó sẽ rất là dễ. Khi mà nó dễ dàng rồi mình lại nâng lên 100 triệu, mình cứ nâng lên. Và đó là cái hành trình thành công của các anh chị. Nếu anh chị hiểu được cái điều này, các anh chị sẽ có một hành trình mà nó liên tục tăng trưởng, và nó tăng trưởng vậy đó chứ mà chừng 5, 10 năm anh chị nhìn lại là anh chị giàu khủng khiếp, anh chị thay đổi một cách ngoạn mục mà không ai có thể nào mà địch lại các anh chị nhưng mà đó là một cái sự gọi là tăng trưởng, quy luật tăng trưởng trong cuộc đời này, nó có quy luật tăng trưởng. Nên các anh chị phải hiểu được, mình hiểu thì mình mới chịu, mình mới hào hứng để mà hành động không thoải mái hả? Mình hào hứng để mà mình có thể, ví dụ như ngày hôm nay thì các anh chị mới đến câu lạc bộ, các anh chị học một ngày được một cửu dung, một ngày một cửu dung, các anh chị thấy rằng là trời đất ơi, mấy cái người ở đây họ học một ngày tới ba cửu dung, mình học một ngày một cửu dung, một tháng là 30 cửu, có nghĩa là một tháng các anh chị lượm được 30 kinh nghiệm thành công. Các anh chị thấy là, anh chị thấy là nó hơi quê với các anh chị rồi đúng không? Mà anh chị nhìn thấy người khác có ba cử thì họ đi trước các anh chị thôi chứ không có gì hết trơn á. Thì bây giờ mình hiểu rằng là bây giờ một ngày mình học một cử dung là mình thấy người mình nó bắt đầu que que rồi. Đúng không ạ? Mình thấy người của mình nó bắt đầu nó hơi que que rồi. Mà một tuần mình học được 5 bữa, 5 cử. Một tuần mình học được 5 cử, một ngày mình học một cử, một tuần mình học được 5 à, 6 cử. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, năm, thứ sáu. Ok, 5 buổi. Đó, mình thấy rằng là cái level mình là như vậy là mình thấy nó đang ok rồi, mà tự nhiên mình nhìn qua bên trái mà thấy nhỏ kia học ba cửa luôn. Thế thì mình đừng có so sánh. Từ 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 từ. Cơ thể mình nó là càng ngày càng tăng trưởng. Khi mà mình quen với một ngày một cửa dung rồi, một tuần 5 buổi rồi, thì một có nghĩa là một ngày mình nạp một lượng tri thức thôi.
một một tuần năm năm buổi như thế, năm nhân cho là mình có năm cái lượng tri thức mới đúng không ạ, và mình nhân cho 4 tuần lên là mình có 20 lượng tri thức mới trong một tháng. Yên tâm anh chị, luyện cái level đó nó quen rồi á, lần sau á mình sẽ mình quen rồi, có nghĩa là mỗi ngày mình đều phải có một lượng tri thức mới thì cơ thể mình nó mới nạp, nó quen rồi, nó quen cái điều đó rồi, cái level đó nó dễ dàng rồi, thì sau đó mình phải nâng level lên. Mình nâng level là mình học hai cái tri thức mỗi ngày, hai cái giác ngộ mới mỗi ngày đó, mình học hai cái lượng tri thức mỗi ngày có thể là 2 tiếng đồng hồ đúng không, một cử dung như vậy nó kéo dài 1 tiếng đồng hồ, thì hai cử vậy là 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ, thì anh chị sẽ nâng level lên. Và mình nâng được hai cái level như thế thì trong một tháng, trong một tuần là mình sẽ có 10 cái cử dung mình học, thì mình nhân cho 10, mình nhân cho 4 tuần như thế là có 40, chắc chắn anh chị sẽ làm ra nhiều tiền hơn tháng trước đó. Và cứ như thế mình cứ nâng level lên, mình nâng đến một cái mức nào đó mình gì mình di chuyển được không, mình nâng lên một cái level mình cảm thấy nó ok đủ thì mình di chuyển, mình di chuyển và mình lặp đi lặp lại, thì cái tri thức nó rất là hay, cái tri thức rất là hay đó chính là các anh chị học đi học lại nó sẽ ở một cái giác ngộ cao hơn. Ok không ạ? Đối với tri thức đó, thì các anh chị nâng cao cái thời gian, mình nâng cái level thời gian của mình lên, thời gian học của mình lên, và cái chất lượng học, có nghĩa là cái lượng kiến thức mình nạp trong một tiếng đó, ví dụ như là tuần này á, một trong một tiếng đó mình nạp có 10%, mình nạp được có một 10% kiến thức thôi, nhưng mà tuần tháng thứ hai á cũng trong một tiếng đó mình nạp được 50% kiến thức. Anh chị hiểu không, cái não của mình nó lớn rồi, cái khả năng tiếp tiếp nhận tri thức của mình nó cao rồi, cái não mình nó nạp được nhiều tri thức hơn rồi, thì chắc chắn anh chị sẽ thành công hơn thôi. Đó là thành công hơn về tài chính, về sức khỏe môn hệ các anh chị, không phải cái lĩnh vực mà các anh chị theo đuổi. Còn về cơ bắp cũng vậy, cơ bắp thì mình đã duy trì được cái buổi tập của mình rồi, thì mình sẽ nâng cái lượng tạ lên. Còn đi học á, thì mình nâng cái thời gian, mình nâng số buổi, và khi mà cái số lượng thời gian nó chiếm cái thời gian ok rồi thì mình sẽ nâng cái lượng tiết nạp của mình, ở trong một buổi cũng là 1 tiếng đồng hồ đó, nhưng mà ngày hôm nay mình học mình nạp được 10%, nhưng lần sau mình nạp tới 50%, thì cái đó là vượt ra khỏi vùng thoải mái, nó luôn luôn là đi ra khỏi vùng thoải mái, nó luôn có cái sự tăng trưởng đi lên anh chị đó mà. Và chúng ta tăng trưởng duy trì, chúng ta tăng trưởng rồi duy trì rồi tăng trưởng, cứ tăng trưởng lên, duy trì cho nó trở thành thói quen của mình, sau đó mình lại tiếp tục vượt ra khỏi vùng thoải mái. Thì đó là cái anh chị nào mình bước trên cái hành trình thành công lâu dài á, thì anh chị sẽ hiểu được cái điều này đúng không? Còn những anh chị nào mới á, thì bây giờ mình chưa bước thì mình cứ nghe theo đi, mình cứ nghe theo em đi, mình cứ làm theo đi, rồi mình tự mình sẽ hiểu mà, mình đi theo cái mình hiểu, mình làm theo mình sẽ hiểu. Vậy thì mình hành động bất chấp cái sự không thoải mái của mình được ngay vậy. Và cái yếu tố số 2 là mình hành động bất chấp nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi thì thường á là các anh chị làm một cái gì đó mới các anh chị sẽ sợ đúng không ạ, nhưng mà các anh chị hiểu này nè, cái nỗi sợ nó đến từ đâu, cái nỗi sợ nếu như mà các anh chị làm một cái gì đó mà anh chị không thoải mái thì em chấp nhận được nha, có nghĩa là bình thường á là mình đang giờ này là cái giờ mà mình đang ngủ trưa, tự nhiên cái đụng một cái bây giờ cái giờ này là tới giờ đi học đúng không, thì là nó không thoải mái là chắc ăn rồi đúng không ạ. Nhưng mà hành động bất chấp nỗi sợ hãi thì nó, cái nỗi sợ hãi nếu như các anh chị làm một cái việc gì đó mà anh chị còn nỗi sợ thì nó đến từ cái việc là do cái gì các anh chị biết không ạ? Nếu mà anh chị làm một cái việc gì đó mà anh chị còn nỗi sợ nha, thì cái nỗi sợ anh chị có thể giải quyết được, nỗi sợ cái gì giải quyết được, vậy thì một cái người mà họ làm một cái việc gì đó mà họ sợ thì có nghĩa rằng là cái việc đó anh chị không có hiểu, anh chị chưa có hiểu, anh chị chưa có kiến thức về cái việc mà mình đang làm nên là mình sợ thôi. Ừ đúng không ạ, nên là các anh chị chỉ cần là chịu vượt qua cái vùng không thoải mái thôi, chứ còn nếu mà mình còn nỗi sợ thì nó đến từ cái việc là mình chưa có thay đổi được cái niềm tin, chưa có thay đổi được cái kiến thức bên trong của mình, đang gì rõ không ạ? Vậy thì cái nỗi sợ là chúng ta không yên tâm rồi, yên tâm là vì sao, nếu mình sợ thì mình đi học, nếu mình sợ thì mình phải hiểu về nó nhiều hơn đó. Em ví dụ như rằng là cái việc mà em lên em ngồi em chia sẻ cho các anh chị vậy nè,
Có nhiều anh chị sợ lắm không dám làm, mà em có sợ gì đâu, em còn khoái đúng không? Tại vì sao em khoái? Tại vì em biết cái việc em làm nó có ý nghĩa như thế nào. Còn những anh chị mà họ sợ là bởi vì sao? Sợ là bởi vì họ không có hiểu được cái việc mình lên mình làm, họ không có cái ý nghĩa họ gắn cho nó, ý nghĩa các anh chị gắn cho nó, cái việc mà mình làm nó không đúng, cái ý nghĩa mà các anh chị gắn cho cái việc mình làm nó không đúng, nên các anh chị sợ. Anh chị gắn là gì? Anh chị gắn là cái việc mà lên mình chia sẻ này á, là mình phải giỏi, mình phải nói cho nó hay vô, rồi mình phải đẹp. Bây giờ mình không đẹp thì người ta sẽ đánh giá, đẹp thì người ta sẽ này kia đó. Nhưng mà em không cố gắng cái gì hết, em chỉ gắn một cái đơn giản là ok trong cuộc sống em cũng có những cái giá trị của em cũng có những cái sự thành công của mình, cái kiến thức của mình nó cũng là kiến thức đúng, tại vì kiến thức này là mình học từ câu lạc bộ chắc chắn nó đúng. Ok, thế thì bây giờ 12 giờ trưa vậy không có ai chịu lên chia sẻ cho các anh chị thì coi như mình nhận trách nhiệm, mình lên mình nói cho các anh chị nghe. Ok, bây giờ anh chị nào có thời gian, anh chị không biết làm gì, anh chị có thời gian rảnh, anh chị chưa biết như nào thì các anh chị chọn chị nghe, đó là quyền của các anh chị. Còn ai không thích nghe thì người ta làm cái chuyện khác của họ, hoặc là người ta nghe rồi, hoặc là người ta học rồi gì đó, người ta biết rồi gì đó, người ta không thèm nghe nữa thì thôi. Nhưng mà chắc chắn sẽ có một cái người nào đó ở đây giống như em ngày xưa, đang rất là không có biết phải làm gì, không có biết phải học cái gì, không biết phải thay đổi cái gì, thì ok mình xin phép được bỏ một buổi trưa của mình để mình giờ không ai nhận thì mình nhận, đúng không ạ? Không có ai nhận cái trách nhiệm là ngồi đây để mình nấu nấu nấu, nhưng mà theo xin được nhận để nói với các anh chị đấy buổi trưa, đúng không ạ? Thì có những cái người buổi trưa họ sẽ gì, họ buổi trưa hoặc là họ chọn khác, nhưng mà sẽ có một số anh chị buổi trưa người ta không biết phải, họ vẫn còn phải khát khao thành công, người ta không biết phải làm gì, thì họ vô tình là thấy cái buổi Zoom này, cái họ đi ngang qua cái buổi Zoom này, họ gặp cái buổi Zoom này kia là họ nhảy vô họ nghe. Và những gì Theo chia sẻ là nó là giả sử như cái sự thành công của Theo là nó không có gọi là quá lớn để mà nói cho các anh chị hiểu, đúng không ạ? Không xứng đáng đi, nhưng mà Theo rất tự tin, bởi vì những cái gì Theo chia sẻ các anh chị nó là công thức từ người thành công. Theo không hề là lấy cái bài học của mình, nên là Theo vẫn rất là bình thường, mặc dù bây giờ là có như thế nào thì nó cũng là kiến thức người thành công. Ok, coi như là em ôn bài các anh chị, coi như là em nhắc nhở các anh chị đi, đúng không ạ? Giả sử các anh chị biết đó, thì đó là cái thứ mà Theo gắn cho nó, cái ý nghĩa mình gắn cho cái việc mình làm nó như thế nào thì nó sẽ khiến cho mình sợ, một cái ý nghĩa mình gắn cho cái việc mình làm nó là như thế nào thì nó khiến cho mình lo lắng, khiến cho mình tự tin đó. Thì cái ý nghĩa mà em gắn cho cái việc em làm rất là tự tin. Bây giờ các anh chị có chê, có xua, đuổi, có làm gì em cũng bình thường, bởi vì em biết được cái ý nghĩa mà mình đang gắn cho cái việc mình làm. Cái việc em gắn cho việc em làm đó chính là ok, không có ai rảnh rỗi mà 12 giờ trưa nhắc những kinh nghiệm thành công cho các anh chị, đúng không ạ? Đâu có ai nhắc cho các anh chị đâu, không ai nhắc cho các anh chị hết, thì anh chị không được nghe, anh chị không nghe Theo nói thì cùng lắm anh chị cũng mở tivi anh chị nghe, anh chị mở radio anh chị nghe, rồi anh chị mở YouTube anh chị nghe, anh chị mở những cái trang mạng anh chị nghe. Nhưng mà anh chị nghe mấy cái đó thì nó có giúp anh chị thành công không? Không, vô em nghe em rỉ tai, nghe em rỉ rỉ, nhiều khi nó lọt vô một cái tư tưởng nào đó, nhiều khi nghe em khoe thành công cái nó lọt vô cái tâm thức, nó lọt vô cái trí não, tự nhiên nó giác ngộ, tự nhiên cái nó thay đổi, cái tự nhiên cái về cái thay đổi cuộc đời luôn, thay đổi cái hành động của mình luôn, chỉ một cái lỡ cái câu nói của em nó trúng cái gì đó, nó trúng cái dây thần kinh nào của các anh chị đó, nó trúng một cái nó trúng cái thứ mà các anh chị đang cần gỡ đó, gỡ một phát là thì thành công phân phối luôn, đúng một câu nói của em thôi, ai biết được nó trúng thì sao. Nên là trước khi lên Zoom là em phải yêu cầu đó, là để là nó trúng á, để cho nó trúng các anh chị, nó trúng cái chỗ nào đó, nó hay chỗ đó, được không ạ? Chứ bây giờ mình không làm, mình có hành động anh chị ha, và một cái tư tưởng đó anh chị nhớ là gì, hành động nó vẫn hơn là mình không có hành động, mình hành động nó luôn luôn là hơn là bất động, đúng không ạ? Hành động của các anh chị nó vẫn hơn là không hành động. Nên là thường là các anh chị trì hoãn làm một cái việc gì đó là bởi vì các anh chị nghĩ rằng là bây giờ mình làm nó cũng có giá trị gì đó, thôi khỏi làm, đúng không đó. Ví dụ như là mấy cái kiến thức này anh em học hoài rồi, bây giờ mình lên mình chia sẻ thì anh em cũng nghe qua nghe lại hoài, nó cũng không có giá trị gì, thôi khỏi chia sẻ đó. Đó, nhưng mà anh chị hiểu không ạ? Hành động nó vẫn hơn là không hành động.
mình làm, mình có làm, nó không tốt, nó còn hơn là mình không làm gì, mình làm mà nó chưa xuất sắc, nó còn hơn là mình không có làm gì hết, được không ạ? Nó hơn với các anh chị, nó luôn luôn hơn, nó luôn cho các anh chị một cái giác ngộ. Nhớ chị mà ghi xuống, hành động vẫn hơn là không hành động. Và mở mặt ra là cái hành động của các anh chị á, cái việc làm của các anh chị á, nó phải đảm bảo là đúng theo công thức người thành công, chứ không phải tự biên tự diễn. Mặt nè, hành động sẽ hơn là không hành động, nhưng mà mở mặt cái hành động của mình á, nó nên đúng theo công thức của người thành công, chứ không phải là tự mình diễn ra, tự mình biên diễn ra. Chỉ cần nó đúng theo công thức của người thành công thôi, thì các anh chị làm là nó sẽ có kết quả, nó đều giúp cho các anh chị tiến tới cái mục tiêu. Nhưng mà đừng có làm bậy, đừng có làm bậy các anh chị, có nghĩa là bây giờ mình không biết làm gì hết cái mình làm bậy, mình làm bậy á, thì nó sẽ cho mình cái gì, cho mình trải nghiệm thất bại, và hay hay thì nó sẽ đúng cái, nó sẽ tạo ra sự thành công. Nhưng mà hay, nhưng mà cuộc đời này thì hay thì nó hiếm lắm, đúng không? Nó hay thì nó hiếm lắm, nên là đừng có làm bậy các anh chị. Trước khi anh chị làm cái gì đó, thì anh chị nên phải phải xem thử những cái người thành công họ có làm cái đó không. Những cái người thành công đi trước á, có ai mà có cái thói quen đó không, có ai mà có cái cách làm việc đó không, có ai mà có cái tư tưởng nó giống mình không? Thấy mình nó lệch lệch với người thành công thì thôi đừng có làm bậy, là nó ra cái chỗ khác. Anh chị hiểu nó không ạ? Mình hành động bất chấp sự không thoải mái, nhưng phải đảm bảo rằng là cái việc mà không thoải mái đó nó phải đúng công thức của người thành công, và tất cả những gì mà Thêu làm cho công việc kinh doanh của Thêu không có một tư duy nào mình lệch ra khỏi người thành công các anh chị nha. Cái này em Thêu rất là đảm bảo và em Thêu rất là kỹ luôn á, có nghĩa là mình kỹ lưỡng đến mức mà cái việc gì mà mình làm á, mình sẽ nhìn lên, mình nhìn những người đi trước mình á, những cái người đi trước mình trong lĩnh vực của mình á, hoặc là những anh chị doanh nhân đi trước á, mình nhìn thử cái việc nào mình đang làm mà họ không có làm, trước giờ họ không có làm, đúng không ạ? Họ không hề làm, mà bây giờ mình tự biên tự diễn ra là mình tự mình nhận đạn á, có nghĩa mình tự mình ăn cho hết, mình tự mình, đúng không? Cái việc này ai biết có thành công không mà mình ôm như mình làm. Nên khi mà các anh chị càng ít tiền nè, càng ít vốn nè, càng ít thành công nè, càng ít mối quan hệ nè, đó, thì mình càng phải nghe theo chiến lược hành động của người thành công. Cho đến bây giờ nha, Theo đã tạo ra cho mình cái khối tài sản hàng triệu đô la rồi. Doanh nghiệp của em Theo cũng là doanh nghiệp hàng triệu đô trở lên. Thu nhập thụ động Theo tạo ra dư cái khả năng mà Theo có thể chi trả cho cuộc sống mình cực kỳ mong muốn không? Nhưng mà từng việc, từng suy nghĩ của em cho đến bây giờ, em vẫn còn phải rất là kiểm tra, rất là phải xem thử nó có lệch lạc khỏi tư tưởng người thành công hay không, nó có khác đi với những người khác hay không. Rất là, và những cái gì mà mình sáng tạo hoặc là những cái gì mà mình áp dụng cho công việc của mình, nó phải dựa trên tư tưởng người thành công, bởi vì Thêu rất là sợ phải trả giá, nên là em không có cái hành động nào là hành động bậy đâu các anh chị, không có cái nào mà mình làm bậy đâu các anh chị. Hay là mình thử, thì không có rảnh để mà lấy cuộc đời của mình ra, tại vì cuộc đời của mình nó ảnh hưởng rất là nhiều người nữa, mình không thể nào lấy cuộc đời của mình ra để mình thử nghiệm, bởi vì mình chỉ có một cuộc đời để sống thôi. Nên là đừng có thử nghiệm nữa các anh chị, hãy học công thức của người thành công. Bây giờ anh chị muốn cái gì? Anh chị muốn chăm sóc sức khỏe đúng không? Thì mình đừng có lao ra cuộc chơi chăm sóc sức khỏe theo cái bản năng của mình nữa. Mình học cho nó bài bản đi. Chăm sóc sức khỏe thì anh chị nhớ cho em 4 yếu tố: ăn, uống, ngủ, tập. Ăn, uống, ngủ, tập. Và với kiến thức của câu lạc bộ là anh chị đi phải đi học rất nhiều, đi học rất nhiều mình mới có được những cái giác ngộ đó.
bỏ rất nhiều tiền, thậm chí có những người họ phải đánh đổi bằng thời gian công sức tiền bạc của họ, mình lượm luôn các anh chị. Rồi bây giờ mình biết rồi, mình biết chuẩn xác là ăn như thế nào, uống như thế nào, tập như thế nào, ngủ nghỉ như thế nào, là mình làm đúng theo luôn, mình có thành công luôn, mình kiếm lại tiền luôn. Chứ đừng có làm vậy, đừng có ăn theo bản năng, đừng có học lỗ nâu chút mình gốp lại nó không ra gì hết, vừa tốn thời gian, tốn công sức, tốn tiền bạc mà không có kết quả, và chúng ta sẽ bị nản và chúng ta sẽ bị trì hoãn, nó sẽ tạo cái tính trì hoãn. Ok không ạ? Giờ cái gì muốn gì, muốn gia tăng lợi nhuận thì mình phải hiểu được, muốn mở rộng, muốn phát triển công việc kinh doanh thì mình phải hiểu được cái cuộc chơi như thế nào, kiến thức về nó như thế nào, công thức là như thế nào, và mình tập trung mình làm đúng những cái việc đó thôi, học theo, làm theo, theo người thành công đỡ phải trả giá, được không các anh chị? Ủa bây giờ em bản thân em cũng không dám luôn á các anh chị, em thấy nhiều anh chị biết không, sợ súng, không sợ, không sợ gì hết trơn á, đánh đổi cả cái thời gian cuộc đời của mình ưng trải nghiệm đó, tại sao vậy chứ, nó mệt mỏi vậy ta, chi cho nó mệt cuộc đời vậy, chi trải nghiệm chi vậy, cuối cùng có phải là anh chị cũng có tiền không, cuối cùng cái thứ mình muốn cũng là tiền đúng không, cuối cùng cái thứ mình muốn là mình vẫn phải có tiền để ăn, có quần áo để mặc, có được sự tôn trọng của mọi người, cuối cùng cái thứ cuối cùng là mình đều muốn như thế mà, thì tại sao mà mình phải thích trả giá chi anh chị? Nên là em nói với anh chị rằng là chúng ta có cái tinh thần hành động bất chấp sự không thoải mái, chúng ta có cái tinh thần hành động bất chấp sự cái sự nỗi sợ hãi của mình, nhưng mà trước tiên mở ngoặc ra cái hành động đó nên làm theo người thành công, chúng ta phải điều tra xem thử cái việc đó, cái hành động đó có ai đã làm chưa, có ai đã làm thành công chưa, nhiều người làm thành công chưa, có ai áp dụng được chưa đó. Nó đây rằng là em theo có một cái quy trình làm marketing, và có một cái quy trình xây dựng thương hiệu, quy trình bán hàng của mình rất là hay, rất là tuyệt vời, giúp cho mình kiếm được hàng triệu đô la trên một năm như vậy các anh chị. Đấy, nhưng mà theo vẫn chưa bao giờ dám đi lệch khỏi cái tư tưởng của người thành công, và khi mà đặc biệt là khi mà hướng dẫn chỉ lại cho người khác thì theo phải chắc ăn là cái đó là cái kiến thức mà nhiều người áp dụng thành công, và các anh chị trong môi trường câu lạc bộ áp dụng thành công, và theo lấy luôn cái kiến thức từ cái người thành công chia sẻ, chứ không có bao giờ, thậm chí là cái kiến thức ngày hôm nay theo chia sẻ các anh chị cũng là của nhà triệu phú đúng không, những cái tư duy mà theo nói thì các anh chị cũng là một của là cái nhà triệu phú mà ra, chứ đâu có chia sẻ ha. Ok chưa ạ, chị thấu hiểu chưa? Và một trong những cái yếu tố tiếp theo khiến cho các anh chị trì hoãn hay cuối cùng đó chính là gì, là các anh chị không có cái môi trường để mà các anh chị hành động mà thôi đúng không ạ, thường đó là các anh chị không có giữ được cái sự kiên trì kỷ luật và hành động ngay lập tức của mình, là bởi vì chúng ta nhiều khi chúng ta thiếu một cái môi trường. Cái môi trường nó hay lắm anh chị, anh chị nhớ đi một cái câu này nè, một cái ngọn đuốc đang cháy rực rỡ mà nó bị ném vào nước đó, thì nó cũng sẽ, nó bị ném xuống dòng sông đó, thì nó cũng tắt luôn anh chị đúng không ạ, và một cái ngọn đuốc mà nó đang bị tắt nguội mà nếu nó bị ném vào một cái đám cháy rừng thì nó cũng sẽ bùng cháy nha. Đó, và khi mà Thiêu nghe câu này Thiêu nhớ suốt đời trên cái hành trình thành công của Thiêu, Thiêu luôn để nó ở trong não mình, cứ mỗi lần mà mình làm một cái việc gì á thì Thiêu phải luôn đặt câu hỏi rằng là mình đang ở trong môi trường gì, mình đang ở trong môi trường nào vậy Thiêu, vì lúc nào mình cũng phải kiểm tra, ví dụ mình đang tiếp xúc với nhiều người mình đặt câu hỏi là mình đang ở trong môi trường nào vậy, ví dụ mình lướt mạng xã hội nha, mình đặt câu hỏi mình đang ở trong môi trường nào đây, cái mình nhìn những cái video, những cái bài viết mà mình hay lướt lướt đó là mình nhìn mình thấy không vô rồi, mình thấy quen rồi, và mình nhắc nhở mình nè, một ngọn đuốc mà đang cháy rực rỡ
mà tiếp xúc với những cái thứ này thì cô còn cháy rực nữa không? Đó, và chính vì mình nhắc nhở vậy mà mình dẹp liền cái môi trường đó liền, mình đổi cái môi trường liền luôn đó, anh chị đó chưa? Và nhiều khi á mình vô Zoom mình học mình thấy chán, nhiều khi mình vô Zoom mình nghe mấy anh chị đó học nhiều khi chán chứ thôi, có ai mà gọi là ngồi học chắc chắn là nó không thoải mái bằng cái chuyện mà mình đi ăn đi chơi đi nhảy nhót đi ngủ. Nó nhiều khi mình vô Zoom mình thấy nó chán một đời, cứ tới giờ cũng phải vô Zoom học, tới giờ vô Zoom học, sau học hoài, học tới lui, học được học có ra tiền đâu, học đâu ra tiền các anh chị. Giải mã hả, nhiều khi mình cũng nản chứ, nhiều khi mình cứ vô mình học hoài mình cũng nản, thì nhiều khi mình nói là gì không, nếu mà mình không ở trong Zoom á, mình ở trong Zoom mình vào Zoom nó đây là mình đang tiếp xúc với ai, mình đang tiếp xúc với môi trường gì đó, mình tự mình đặt câu hỏi như thế. À nếu mà mình vô Zoom là mình đang tiếp xúc người thành công, vậy thì một cái ngọn đuốc mà tắt ngấm mà được ném vào một cái đám cháy rừng năng lượng như thế này thì kiểu gì mình cũng sẽ thành công hết đó. Đó thì khi mà mình nói như thế là mình có động lực mình vô Zoom nhiều hơn, có động lực để mà mình thấy cái mã Zoom là mình nhập vô, mình thấy cái mã Zoom mình nhập vô, mình thấy mình nhập vô và mình chịu tiếp xúc, mình chịu lắng nghe, mình chịu tập trung, chứ không là mình bơ 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 ra ngoài rồi đúng không ạ? Anh chị thử đi, anh chị thấy một cái mã Zoom của câu lạc bộ gửi tặng các anh chị mà anh chị không vào thì lúc đó anh chị làm gì? Nếu ví dụ buổi trưa này, buổi trưa này nếu mà các anh chị không vô Zoom thì các anh chị làm gì? Ngủ ngon, chúc bé ngủ ngon đúng không? Mình sẽ leo lên cái giường ngay tức nếu như mình không có gì để làm đúng không anh chị? Còn nhưng mà mình quyết định mình vào Zoom thì mình chỉ dành 15 phút để mình thư giãn thôi đúng không, mình thư giãn sâu thôi, còn lại 45 phút còn lại, 50 phút còn lại mình dành cho cái việc phát triển cái trí tuệ. Các anh chị ngồi đây chị nghe theo nói, nó luôn luôn bổ ích cho các anh chị, nó không bổ bị ngang bổ bị dọc, nó không có giúp anh chị cái nọ thì nó cũng xỏ cái kia, đặc biệt là cái năng lượng này cũng hơi nó ship cho các anh chị bùng cháy, bùng cháy thôi là trí tuệ được khai thông, năng lượng bùng tỏa, trí tuệ khai thông, thu hút được những nguồn lực, một cái nguồn lực nào đó nó đụng cái tần số các anh chị tỏa ra, đụng cái tần số hấp dẫn tới các anh chị đạt được cái mục tiêu và biết được ở đây vậy đó. Mà đâu phải là một buổi vô nó nhiều nhiều buổi, nhiều buổi nó cộng lại, nhiều buổi nó cộng lại nó tạo ra cái sự sức mạnh, sức mạnh của sự tập trung, tạo ra một cái sức mạnh khủng khiếp. Nhờ như vậy anh chị mới gia tăng lợi nhuận gấp đôi trong một tháng chứ đúng không ạ? Rồi mình mới gia tăng lợi nhuận gấp 5, gấp 10 lần trong một tháng chứ đâu mà gia tăng được, anh chị tưởng tượng đi. Gia tăng lợi nhuận là lợi nhuận là cái thứ mà hả, hàng trăm hàng triệu người ngoài kia họ đang đau đầu nhá, họ đang đau khổ vì cái chuyện mà gia tăng lợi nhuận hả? Nên là đâu phải dễ mà tăng trưởng lợi nhuận gấp đôi các anh chị nhỏ, nên các anh chị đang làm cái việc khó nhất mà hiếm người khác làm được, đó chính là 12 giờ trưa đi học bất kỳ bản thân. Em hỏi các anh chị, anh chị hỏi muôn thở đi, có ai 12 giờ trưa đi học bất kỳ bản thân không, muôn thở cuộc đời luôn á. Giờ này là cái giờ mà mọi người sẽ thường lựa chọn một cái cơn ngủ, một cơn nghỉ trưa, chứ ai mà đi đi học phát triển bản thân cái khung giờ 12 giờ trưa thì các anh chị làm được là các anh chị là vô địch thiên hạ rồi. Mà làm được một ngày thì mình cũng như là thiên hạ thôi, nhưng mà mình làm được nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm thì mình mới là level đẳng cấp. Nhưng mà không có ai hết trơn á, không có ai mà đi học phát triển bản thân buổi trưa á, có anh chị thôi, có những cái người mà gia tăng lợi nhuận gấp đôi mỗi tháng đó, có mấy ông bà đó, mấy cái người đó mới đi 12 giờ trưa mà mở mắt ra tàu quả đi học chưa bản thân. Dạ nên là nói chị là anh chị làm được cái thói quen này kỷ lục ngày ngày nhiều tháng nhiều năm, nhưng mà lát nữa không có ngủ nha. Lát nữa là phải tiếp tục công ăn việc làm nha, chứ nói rằng là 12 giờ trưa tới học bất kỳ bản thân cái xong chiều tôi ngủ bù thì cũng như không, à nó cũng như không nha. Rồi ok, đó thì đó là cái thói quen là chúng ta cần có môi trường như thế. Hỏi các anh chị là nếu không có cái môi trường thì các anh chị sẽ không thể nào làm được chuyện đó đúng không ạ? Nếu mà buổi trưa này không có các anh chị ban tổ chức, không có những người mở Zoom, không có những người mà lấy nói, không có những cái người mà chiếu video chiếu hình ảnh rồi ha, không có MC rồi ha, không có MC vô kích năng lượng rồi, không có ban tổ chức, không có gì hết thì các anh chị chả muốn vô cũng cũng không có cái nơi để mà mình gửi gắm những cái năng lượng này đúng không ạ? Thì đó là cái giá trị mà môi trường câu lạc bộ tạo ra mà không có một cái môi trường nào có thể địch lại được. Và môi trường câu lạc bộ rất là tự tin rằng là không có anh chị nào có thể bắt chước được, không thể bắt chước được để mà tạo ra một cái môi trường đẳng cấp như thế này. Dạ yeah. Vì vậy nên là
Đó là lý do tại sao mà trong hơn nhiều năm qua là môi trường câu lạc bộ đã tạo ra một cái sự bứt phá giúp cho rất nhiều anh chị thay đổi cuộc đời, thay đổi cuộc sống. Và bây giờ tới lượt các anh chị đó. Ok không ạ? Các anh chị có sẵn sàng đồng hành với môi trường câu lạc bộ để mình có một cái môi trường mình liên tục học tập, liên tục phát triển, liên tục bùng nổ mà, và đặc biệt là 10 giờ sáng chủ nhật ngày mai này đó. Vậy em hỏi các anh chị có ai mà đi phát triển bản thân của chủ nhật không? Đầu chủ nhật nè, 10 giờ sáng chủ nhật nè đó anh chị ha, 10 giờ sáng chủ nhật thì câu lạc bộ sẽ có những cái buổi Zoom, có những cái quy trình để mà giúp cho các anh chị bứt phá hơn về cái thân tâm trí của mình, rèn luyện thân tâm trí của mình, giúp cho các anh chị có thể là gì, hành động bất chấp sự không thoải mái, có nghĩa là mình sẽ có được cái khả năng hành động nó cao hơn, hành động ngay lập tức, hành động để vượt cái sự không thoải mái của mình, tiến đến cái sự thành công của mình, và đặc biệt là có một cái môi trường để giúp cho các anh chị liên tục bùng nổ, liên tục phát triển. Phải có môi trường các anh chị, nhớ cho em nè. Anh chị nào đang tắt nguội giống như cái ngọn đuốc ạ à? Anh chị nào mà đang tắt nguội như ngọn đuốc ạ à? Quăng vô môi trường đi, quăng cho mình vào nhóm rèn luyện câu lạc bộ đi, rèn luyện thân tâm trí hàng tuần cho em, rèn luyện nếu mà làm kinh doanh thì rèn luyện kinh doanh hàng tuần, hàng tuần, hàng giờ, hàng tuần, hàng ngày cho em. 1 tháng sau thôi, 2 tháng sau thôi, kiểm tra lại liền, kiểm tra lại cái năng lượng của mình, kiểm tra lại cái doanh thu của mình, kiểm tra lại cái thành công trong cuộc sống của mình, bứt phá khủng khiếp luôn à. Chỉ cần duy trì giúp em 1 ngày 1 cử thôi cũng đã được đâu ạ. Anh chị nào đã ra quyết định là trong chủ nhật tuần này mình sẽ có mặt trong nhóm này thân tâm trí để mình làm cái quy trình chữa lành cái đứa trẻ bên trong của mình, và giác coi như là có một cái môi trường để mình liên tục phát triển nè. Hay là các anh chị dự định là chủ nhật này mình đi ăn đám cưới chơi chủ nhật này mình đi đi ăn đám cưới chơi, nên là mình có đánh đâu, chủ nhật này là mình phải đi về quê, mình phải đi về nhà, mình phải về mẹ, mình phải đi về nội, mình phải đi về mình nội mình ngoại thì là bây giờ tự do tài chính mà, bây giờ anh em tự do tài chính mà, mình phải bớt bớt cái đó lại chứ, tối rồi mình về đúng không đó. Ok hả? Có mà. Ok các anh chị nha, thì em cũng giới thiệu luôn cái nội dung trong việc tuần này. Chủ nhật tuần này là mình làm cái quy trình chữa lành đứa trẻ bên trong bạn ha. Sẽ có anh chị doanh nhân thay phiên nhau hỗ trợ cho các anh chị. Và các anh chị là những cái người cũng đã làm cái quy trình này, nếu mà các anh chị học ở bên ngoài á, nó sẽ rất là nhiều tiền. Và anh chị mua một cái khóa học chữa lành thôi thì nó cũng rất là nhiều tiền đúng không? À, nhưng mà ở đây các anh chị rèn luyện như môi trường câu lạc bộ thì mình đỡ tiết kiệm tiền, tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc rất là nhiều các anh chị ha. Đó, và khi quyền lợi các anh chị là thành viên câu lạc bộ là mỗi tuần các anh chị sẽ có mỗi cái kiến thức khác nhau để các anh chị rèn luyện đó. Và tất cả những cái nội dung mà rèn luyện trong nhóm luyện thân tâm trí là đều hỗ trợ giúp cho các anh chị khai phá con người phi thường bên trong bụng mình, để các anh chị có được cái khả năng hành động bất chấp sự không thoải mái đó không ạ, để mà mình lớn lên mình đừng có sợ nữa đấy. Và cái đây là cái yếu tố quan trọng cần thiết để giúp cho các anh chị thành công trong công việc lẫn công việc kinh doanh được không ạ? À? Đấy thì hôm nay có một cái người chị ha, cũng đăng ký với Thư để lên chia sẻ câu chuyện của mình, thì chị là em nói chị là chị nhìn là chị biết là chị có một cái nỗi sợ hãi nó rất là lớn, có nghĩa là cái chị là một cái người mà có giá trị nha, có nghĩa là không phải là một người không có kiến thức, không phải là một người không có hiểu biết đâu, mà là người có giá trị, nhưng mà sợ, lúc nào cũng sợ, không có chịu hành động bất chấp sự không thoải mái. Thế thì Thư mới nhìn thấy cái sự thành công của chị ấy và nhìn nó rằng là à, chị ơi chị có rất nhiều sự thành công, bây giờ chị bứt phá bản thân đi, à, chị rèn luyện câu lạc bộ chị bứt phá bản thân đi. Và bây giờ sau khi một thời gian đi rèn luyện thì chị cũng dám làm kinh doanh, cũng có được cái sự thay đổi, cũng có được sự kết quả. Cho nên là hôm nay không biết là chị Hà Liên ơi, Hà Liên có mặt ở đây chưa ạ? À? À, có thể giơ tay lên để có thể mời chị Hà Liên được không ạ? Anh chị có thể xem thử rằng là một cái người thật nhiệt thật nha, sau khi mà rèn luyện nếu mà bứt phá con người của mình thì để coi thử là được bao nhiêu phần trăm rồi, cái sự thay đổi của chị được bao nhiêu phần trăm rồi, thì nó cũng đâu đó nó cũng còn một chút xíu đúng không? Không biết là chị Hà Liên đã có mặt ở trong Zoom chưa, nếu mà có mặt thì chị vẫy tay lên nhé. Đã nên làm Thư tin rằng là bản thân các anh chị ha, bởi vì có rất là nhiều cái quy trình để cho các anh chị làm đúng không ạ? Và cái việc mà mình phải luyện nha các anh chị, ok không? Bao nhiêu chị đây mình đã quyết định là kể từ giây phút này cho mình đi ha, tôi sẵn sàng làm bất cứ cái việc gì để giúp cho tôi thành công, nghĩa là mình biết cần phải làm gì là mình làm, mình không có trì nữa,
Và một trong những cái thói quen mà giúp cho các anh chị luyện cái sự trì hoãn hay thêm một cái thói quen cho các anh chị ha, đó chính là mình tập cái thói quen hành động ngay lập tức. Ok mà mình sẽ tập cái thói quen hành động ngay lập tức được không? Mình hãy tập cho mình cái thói quen hành động ngay lập tức. Các chị thuộc chưa? Hành động ngay lập tức. Hành động ngay lập tức nghĩa là sao ạ? Bây giờ các chị muốn làm gì? Ngày hôm nay mình đặt cái lịch của mình đó là 12 giờ trưa mình vô Zoom đúng không? Thì đúng 12 giờ là mình thấy cái Zoom là mình vô liền. Chứ mình không có trì hoãn là à thôi để từ từ đi vô, à, giờ mình vô là sẽ có MC sẽ nói mình nhắn nhỏ MC đó mình đâu có vô. Mình đợi khi nào mà hả? Khi nào mà mình xong việc đi rồi mình vô, hoặc là mình từ từ mình vô, lát nữa mình đang lỡ tay mình lỡ xem hết cái video này rồi mình vô, hoặc là để tí nữa rồi mình vô, rồi bây giờ mình đang lỡ cái bộ phim này hay quá, hoặc là cái video này hay quá, hoặc là cái việc này mình đang lỡ tay xong rồi mình vô đó. Trong khi mình đã nói là 12 giờ là mình phải vô và mình mới vừa thấy cái mã dung đấy thì mình phải làm liền, hành động ngay lập tức nó. Anh chị luyện một cái việc nhỏ thôi, cách bạn làm việc nhỏ là cách bạn làm việc lớn đó. Các anh chị trì hoãn một hồi là anh chị quên luôn, anh chị công nhận không? Anh chị trì hoãn một lần là anh chị quên luôn đó. Ví dụ như mình đặt cái lịch của mình đó là 3 giờ rưỡi, 3 giờ 45 phút là giờ mình tập thể dục, thì đúng 3 giờ rưỡi là mình đã phải thay đồ rồi, 3 giờ 45 là mình phải vô bài tập mình tập thể dục rồi. Thì anh chị nói là sắp tới giờ tập thể dục rồi thôi, nhưng mà bây giờ mình đang phải coi lỡ cái này, thôi mình gán xíu nữa đi, đợi 5 phút nữa đi, từ từ 5 phút nữa thôi, ở đâu xíu đi 5 phút nữa thôi đó. Mặc dù các anh chị đang làm cái việc khác nhưng mà anh chị đã lập trình như vậy thì mình phải hành động ngay lập tức. Mình thấy đồng hồ nó báo là còn đúng 5 phút 10 phút nữa là tới giờ mình phải đi tập thể dục thì mình phải nhích cái đích lên. Anh chị hai em chỉ cho các anh chị nè, đầu tiên á là nhích cái đích lên, nhích được cái đích lên và nhích được cái chân bước đi là coi như là nó ô dê, ô dê, ô dê là nó ô dê liền ha. Đó có nghĩa là mình phải nhích được một cái gì đó trong người mình ra là nó cứ thế mà nó tới thôi đó. Ví dụ như là tới giờ tập thể dục thì tới cái giờ nó ren lên là mình đi thay đồ, mình phải bước tới là nó vô thế luôn đó. Ví dụ như hồi nãy em chỉ coi cái video nhảy dù của theo mà cái lúc đó là em Thêu sợ lắm, thì không muốn nhảy, không có nhảy đâu, không có nhảy đâu. Thế là Thêu mới nói rằng là không sao đâu, bây giờ mình chỉ cần làm đúng một việc thôi là mình chỉ cần nhảy thôi, còn lại là nó rớt xuống, nó giận, nó lộn lộn rồi nó bị cái gì đó là cái chuyện đó, là cái chuyện đó là nó tới xong. Cái gì của mình là mình chỉ làm đúng một việc thôi là mình chỉ cần nhảy thôi là nó xong, là kiểu gì nó cũng đáp ok à. Hả các anh chị à, đó là cái cách mà Thêu luyện được không ạ? Thì bây giờ các anh chị muốn làm cái gì thì đúng cái giờ nào thì anh chị chỉ cần hành động ngay đi vô thế. Ví dụ như mình muốn đọc sách, mình hẹn đúng cái giờ đó thì mình phải mở cuốn sách ra, chỉ cần đi tới lấy cuốn sách mở ra thôi, sau đó cơ thể các anh chị nó sẽ biết là à nó phải đọc và nó phải như thế nào. Còn nếu như các anh chị hẹn là mình phải bán hàng, mình phải gọi điện bán hàng tìm khách hàng, thì mình chỉ cần vô bàn làm việc thôi, mình chỉ cần ngồi vô bàn làm việc kia, tới giờ làm việc chỉ cần ngồi vô bàn làm việc thôi. Cái giờ làm gì của các anh chị, cái giờ tìm kiếm khách hàng, cái giờ xây dựng thương hiệu, cái giờ làm gì các anh chị là giờ nào, tới cái giờ đó bước vô cái bàn ngồi, cho em bước vô cái bàn ngồi đi, bỏ cái đồ chơi xuống, bỏ mấy cái việc linh tinh xuống, bỏ ra, chỉ cần bỏ ra bước vô cái bàn ngồi dỡn vở ra, giờ cầm cái bút lên là nó vô thế, là sau đó là mình sẽ ok. Còn vô cái giờ học là chỉ cần bước vô cái dân thôi, chỉ cần nhập cái dân vô cho em là được, đó là bước một. Thế mình phải hành động ngay lập tức như vậy. Còn thức dậy á, mỗi sáng thức dậy á là chu ren là dậy luôn. Chu ren là dậy luôn, không có hẹn nữa, không có hẹn 5 10 phút nữa. Thì anh chị mà làm được như vậy trong vòng 21 ngày tới, anh chị dẹp sạch luôn cái bệnh trì hoãn, coi như là loại cái bệnh nó ra khỏi người mình mà không còn một cái mầm mống nào luôn. Nó không còn một cái mắm mầm gì hết trơn. Anh chị làm được không ạ? Anh chị có làm được không? Anh chị nào làm được comment tôi.
Dạ, và nhân tiện đây là anh Thư cũng sẽ mời một cái người chị ha. Thì giờ chị Hà Ly không biết là chắc mạng thì chưa thấy, nên là anh Thư thấy có cô Tím ngồi đây ha. Thì cô Tím cũng là một cái người cô mà cũng rất là kỷ luật, cũng rất là chịu hành động bất chấp sự không thoải mái của mình. Và nhìn cô là biết là cô bất chấp sự không thoải mái, là không có cái đứa nào mà bằng cái tuổi ta mà đi học phát triển bản thân kỷ luật như thế này ha. Thì anh Thư cũng xin mời cô Tím để mà chia sẻ cái câu chuyện thành công của mình một chút xíu để cho các anh chị ngưỡng mộ và noi gương nữa. Rồi, xin mời cô Tím ha. Xin được giời ạ. Xin chào cả nhà. Cả nhà có nghe rõ Tiến nói không? Dạ rõ, rất rõ. Hôm nay Tiến được Big Theo gọi lên thật là một hạnh phúc vô cùng. Tiến thì tuổi cũng không lơ, không còn nhỏ. Nhưng mà biết ơn là môi trường đã tạo nên con người của mình. Và mình thấy rằng không đâu có một cái môi trường nó lại tốt như vậy. Hay nhiều người cứ ngạc nhiên á, cứ hỏi là tại sao chị Tiến lúc này thấy khác quá. Tại vì mình thấy cái môi trường á mà đúng là cái mong muốn của mình rất khát khao, mình rất có môi trường kinh doanh, nhưng mà kinh doanh trong cái đạo đức. Mình rất khát khao, mình thích cái thích thích lắm. Thành ra khi mình vào trong cái môi trường này á, mình thấy đây là đúng là khi mình khát khao thì vũ trụ, đúng là vũ trụ đưa đó. Và mình rất biết ơn cái môi trường đã tạo cho mình có một cái môi trường, mặc dù là sáng trưa chiều tối, nhưng mà đối với mình á nó nhẹ lắm, nó rất là nhẹ, là mình thấy mình cảm thấy là mình thấy đam mê. Và cái thành công của mình á thì nói là cái thành công á, hồi xưa mình không biết tiềm thức là gì thật, nhưng mà khi vô trong đây mình học ra, thì mình trong cái thời gian mình học á, thì mình ngộ ra rằng á, cái tiềm thức á, nó rất là phi thường. Nhưng mà mình không để ý. Và khi mình để ý rồi á, thì mình thấy đó, nhiều khi tiếng nói ở trong trong bụng mình á, nhiều khi vừa nói xong á, thì thấy ngay, có ngay. Vì mình tập trung và mình quan sát và mình thấy, mặc dù là trong gia đình mình đây, con trai của mình đấy là một điển hình, cháu nó hay đổ rác vào trong người, nhưng mình làm 3 ngày nay thì mình thấy nó lạ, không biết là nói làm sao, là vì con nó cũng lớn rồi, nó cũng gần 50 rồi. Bây giờ mình nói nó thì nó nói ờ mẹ thế nọ thế kia, nhưng mình không nói, nhưng mình chỉ làm lòng biết ơn với con trai. Và qua những cái từ ngữ ở trong sách á, thì mình giác ngộ ra 3 ngày nay mình thấy con mình nó khác hẳn, và cháu của mình cũng vậy thôi. Nhiều khi mình thấy nó là nó cũng là lớn rồi, nó ngoài 20 rồi, mình đâu có dám nói nó. Là vì mình học ở trong đây, mình chỉ biết thay đổi chính mình thôi. Khi mình thay đổi chính mình thì mình thay đổi, thì con cái nó mới thay đổi mình được. Thành ra khi mà mình học ở trong đây á, mình thấy là mình im lặng, mình chỉ làm những cái gì mà trong môi trường nói thôi, và mình chia sẻ, và mình chỉ có biết lòng thật lòng thực hành lòng biết ơn thôi. Anh đã cái nói là cái tuổi đời của mình ấy, thì nó cũng có nhiều cái gọi là nó không ngoài nó coi như là nó có nhiều cái mà gọi là không thuận lợi đấy, nhưng mà khi mình vô trong đây ấy, thì mình thấy ra mình thay đổi được con người của mình, và mình biết cái sai để mình thay đổi, và thay đổi để làm gì, để cho nó hoàn thiện và con người của mình khác đi ấy. Nhiều trong nhà cũng là chống đối lắm, nhưng mà Tiến thì bất chấp. Tại vì mình làm là mình làm cho mình không phải làm mà mình làm về mình lệ thuộc với ai hết. Thành ra mình rất là biết ơn là khi mình vô trong đây em, mình thay đổi con người của mình ấy. Và khi mà học tới bất cái gì môn gì đó thì mình ghi chép cẩn thận lắm, ghi rất nhiều và cũng ứng dụng rất nhiều. Nhưng mà mình nghĩ rằng là tiềm thức á, thì đồng ý và cho thêm. Thành nghĩ mình cái việc mình cứ làm, còn làm như thế nào thì tiềm thức cho, thì mình tin tưởng như vậy, thì mình cứ làm thôi. Mình làm là coi như là nó đúng là con cái nó lo cho cơm rồi, thì mình chỉ có việc của mình là học thôi, ngoài học là đi lễ, có vậy thôi. Còn thật ra mình chẳng có cà phê cà pháo hay là chọn trò chuyện với ai hết, thì đó là công việc của mình đó. Thành ra mình cũng chia sẻ để cả nhà biết rằng là cô Tiến đây làm được thì mình cũng làm được thôi, có cái là mình cố gắng, mình nỗ lực, mình chăm chỉ, mình biết đây là cái môi trường tốt
thì mình phải phải có nỗ lực thôi, chứ còn Dạ. không tự dưng mà cứ bảo ngồi mà cầu nguyện. Cầu nguyện là một điều chuyện, nhưng mà mình phải nỗ lực mình làm hết, còn vấn Ừ. đề thế nào thì tiền thức cho. Đã Dạ Tiến rồi, có một xin cô Tiến xe. ơi, là cô Tiến có thể cho chia sẻ ba thành công lớn nhất mà cô Tiến có được khi mà mình kỷ luật rèn luyện như môi trường câu lạc bộ. Trước đây em thì Tiến không bao giờ dậy sớm hết, không bao giờ dậy sớm, nhưng mà từ khi mình học cái môi trường này ra thì mình có một cái giác ngộ, mình tự ý là mình phải dậy sớm. Mà trong khi dậy sớm thì cô Tiến thấy là trong khi dậy sớm á, thì làm được rất là nhiều việc. Hôm nào mà dậy trễ một cái là nó như có việc nọ nó ra việc kia. Nghe khi mình dậy sớm như vậy á, thì mình thấy nó rất là thuận lợi. Và cô Tiến cũng thức 11 giờ đêm ấy chứ phải không? Nhưng mà cô không mệt. Cô được cái bộ chăm sóc sức khỏe của công ty đó chia sẻ, thành ra cô cũng ăn đúng uống đủ, vận động hợp lý. Có cái là cô ngồi nhiều hơn là cô đi. Và cái thứ hai là vấn đề mà đọc sách đó. Thì cô chưa không không có thích đọc sách. Ngày xưa mà ai mà nói đọc sách là cô ngại lắm. Là vì mắt mình kém. Là một cái thứ hai đọc sách. Mình đọc mà mình không có một cái giác ngộ thì mình thấy nó không hay. Không hay không đọc thôi. Nhưng bây giờ vấn đề đọc sách á, mình đọc mình ngộ ra cái nhiều cái từ mà mình phải đọc chậm. Và mình nốt lại nữa. Cô thì cô nốt lại, tại vì sao không? Mình bây giờ mình cũng không có nhớ lâu được. Nghe cô hay nốt lại. Để khi mà cô làm bài hay cô ứng dụng bài thì cô có cái từ nó chuẩn, nó đúng. Và mình làm nó mới có đúng, chứ không phải là không phải theo ý mình. Và cái thứ ba là cách mà làm video đó. Cô cũng không biết là cô là tại sao cô lại làm như vậy, nhưng mà cô chỉ nghe một câu mà doanh nhân mà Trịnh Huy nói câu là hành động thắng không hành động, hoàn thành hơn hoàn hảo, và có một câu đó thôi. Và cô khuyết chí cô làm. Ngày đầu cô cũng cũng như cũng bao nhiêu người ấy, một ngày không xong, 2 ngày không xong, 3 ngày không xong, cô cũng nghĩ muốn bỏ cuộc rồi. Nhưng mà khi cô làm xong đó thì cô rất là hạnh phúc. Là vì sao không? Ngày đầu thì có thể là 1 ngày 2 ngày, nhưng mà ngày sau thời gian nó rút ngắn lại. Thành ra cô làm về vấn đề sau, cô live stream để cô nói lại những cái kiến thức mà cô học, và thứ hai và cũng live stream để là mình muốn trao lại cái giá trị. Sau này mình lớn tuổi rồi mình không làm hay là có thế nào thì con cháu nó cũng nhìn cái hình ảnh nó ở ngày xưa bà nói, bây giờ nó mới giác ngộ ra, thì cũng là mình để lại cho con cháu mình một cái giá trị, một cái tài sản mà gọi là tiền không thể mua được. Thành không ai trong họ mình không nghĩ là mà sao chị Tiến chứ lại dám làm như vậy. Nhưng mà mình cũng thấy là vũ trụ cũng sắp đặt cho mình đó. Không ai dám làm. Thấy mình livestream là ai cũng sợ mình nói, nhưng mà khi mà nói rồi á thì người ta thấy mình nói đúng, chứ không phải là mình nói sai. Phải nói mình nói tầm bậy tầm bạ. Và mình thấy là cái giá trị mình muốn để lại cho sau này, khi mà Dạ. con cháu mình lại đó, thì mình thấy nó là như vậy. Ok, cô thấy là quá tuyệt vời. Không biết là cái điều gì mà khiến cho cô Tiến không, ngoài cái việc mà giống như là để lại giá trị cho con cháu của mình đúng không ạ? Ví dụ có nhiều người nói rằng là ơ cái tuổi này rồi học chi cho nhiều nữa đúng không? Thì cô Tiến có cái lời khuyên gì không? Ví dụ như là cái tuổi này không biết mình học để làm gì, mình học chi cho cố, giờ mình phải đi chơi, dạo tận hưởng cuộc đời đi chứ. Thì cô Tiến có suy nghĩ gì? Con cô nó cũng nói vậy đó. Mẹ học để làm gì? Bây giờ mẹ đi, mẹ tận hưởng, mẹ đi đâu mẹ đi cho nó thoải mái. Nhưng mà cô lại không nghĩ khác, cô lại nghĩ khác. Cô cũng phải học cho cô. Cô học á để cho con, cho cháu mình nó biết được cái con đường mà nó đi nó dễ. Chứ không phải là cô học nên là cô theo như cô nghĩ, cô ăn bao nhiêu, cô sinh hoạt bao nhiêu. Nhưng mà cô lại không làm vậy. Thay vì cái thời gian nhà mình đi cà phê, nhưng mà cà phê nó có lợi không? Cái thứ hai, mình học ở đây, cái trí mình mở và cái sức khỏe của mình có. Và cái thứ hai, cái tài sản cô để lại cho con cháu cô sau này á, nó mới nhận ra cái giá trị. Nó nhận ra cái giá trị, ngày xưa bà mình làm như vậy. Thành nó là nó theo cái gen. Cô cũng là theo cái gen của bố. Bố cô 90 tuổi vẫn học. Và ngày hôm nay cô học, nhiều người cứ nói nó giống bố nó. Ông cụ ở nhà 90 tuổi vẫn còn rất ham học, là vì ông sao? Ông nói mà không học á thì nó não nó sẽ bị độc. Và ông phải làm cái gì đó. Ông ngồi ông viết lách,
ông viết nhật ký, ông viết rất là nhiều. Và khi mà cô gặp ngôi trường này đó, cô thấy cô giống bố cô, tại vì thích viết, và cái viết này cũng là sở trường của cô. Cô rất viết, cô thích muốn viết lắm. Khi mà cô muốn viết cái gì đó, cô cứ đặt viết xuống tự nhiên, xong cái dòng tư tưởng của cô nó tuôn trào ra, nó dạt dào, mà nó nhớ lại tất cả những cái gì mà khi mà cô là viết lòng biết ơn đó, cô mới nhớ rằng cách đây bao nhiêu năm mình có những cái chuyện gì mình phải biết ơn. Và cô thấy là đây là nó cũng phù hợp với cô, thành ra cô đam mê lắm. Chứ đừng nói là lớn tuổi không học, không học là cái điều tốt, không học nó mới là trở ngại cho mình cái tuổi già. Thành ra cô học á, thành ra cô thấy là thế sao cô đi cũng vẫn đi được, mà cô làm cái gì, cô muốn làm cái gì là cô cũng thấy là khi mà cô nghĩ cái gì là cô làm ngay à, trong đầu muốn cái gì là cô tự nhiên cô nghĩ một cái là cô phải làm, mà cô Rồi làm cô xong là ví dụ một cái điều mà nhờ cái việc học ha, ngoài cái việc mà nó giúp cho cô này có thể làm, ví dụ như con mới nhận ra là đối với cái độ tuổi của mình có một cái tư tưởng á là ok tôi học không phải là tôi vì tôi xây dựng cuộc đời giống như mấy đứa trẻ đi, nhưng mà ít ra là tôi giữ được sức khỏe, tôi biết được cách rèn luyện sức khỏe của mình, tôi có được cái trí tuệ minh mẫn, tôi truyền cảm hứng cho con cháu của tôi để nó không chịu học, và tôi không có bị độc, có nghĩa là tôi không có nạp những cái tư tưởng lệch lạc cho trong đầu của tôi. Ok rồi thì ngoài ra ha, thì giờ cô Tiến đã từng áp dụng bất kỳ một kiến thức nào trong câu lạc bộ mà để giúp cho mình đạt một cái sự thành công gì đó về cái tài chính ở cái độ tuổi của mình mà nhiều khi mình nhiều người không làm được không? theo như cô á, thì theo như con người cô thì tài chính á, thì cô thấy là khi mình biết ơn á, thì cái điều nó sẽ tới. Và cô thấy rằng là khi cô biết ơn á, thì cô tin chắc rằng cái điều nó sẽ tới, và cô cứ làm thôi. Cái câu mà cô cứ làm thôi thì cô hay làm cái gì? À, ví dụ như ngày hôm nay, ví dụ ngày hôm nay cô đi lễ đi, trong khi đi lễ thì cô cũng nói chuyện với tiềm thức, cô đọc cái câu là tâm trí của vũ trụ, tâm trí thiêng liêng của vũ trụ đang ở trong tôi. Thì khi cô nói như vậy ấy, thì cô cũng lặp đi lặp lại, có đáng như đọc đa dạng như đọc kinh ấy. Tâm trí thiêng liêng vũ trụ trong tôi, tâm trí thiêng liêng vũ trụ ở trong tôi. Thì cô thấy rất là nhiều cái là tự nhiên những cái gọi là sự tập trung, mình tập trung cái gì mình mở ra. Và cô đã tập trung, cô thấy rất là nhiều cái mà cái điều vi diệu nó đến với cô. Và đó cũng là cái động lực để cho cô tin. Và cô tin, cô hành động, cô làm bất chấp, cô không có cứ ở trên nói làm sao, cô làm theo như vậy. Và có cái là cô chịu khó, cô lắng nghe. Trên nói làm sao, cô lắng nghe, cô làm. Cô làm chưa xong, ví dụ như cái này mà chưa chưa làm tới thì cô cũng để đó. Và cô sẽ làm tiếp, chứ không phải là cô không làm, nhưng mà mình phải làm, nhưng mà có cái là mình ghi lại, mình biết cái công thức đó, rồi từ từ mình cũng phải làm chứ. Ứng dụng theo đúng không ạ? Ý là cô đúng đang nói đúng là đúng rồi đúng cái gì rồi tôi cô ứng học ở dụng đúng đây, tôi học đúng từ mấy đứa ở rồi đây thì tôi ứng dụng theo, tôi hành động đúng theo. rồi đúng rồi Ở ví dụ như là cô Tiến đang cũng xây dựng thương hiệu rất là tốt các anh chị ha, với cô Tiến xây dựng thương hiệu chỉ là trong vòng mấy tháng thôi, nhưng mà nó giúp cho rất là nhiều anh chị thành công thay đổi, cũng như là biết đến cô Tiến rất là nhiều các anh chị đó. Còn gì tuyệt vời, nói chung là qua cái câu chuyện của cô Tiến thì cô học được rất là nhiều cái suy nghĩ mới, khi mà tại vì cái độ tuổi này trước sau gì mình cũng phải tới đúng không ạ, sau mình cũng phải trải qua thôi. Thì hôm nay là cô Tiến cũng cho mình một cái bài học, thì bây giờ cái tài sản lớn nhất của cô Tiến là chắc là sức khỏe của mình đúng không ạ? Đúng rồi. Không biết cô Tiến có một cái câu cuối cùng, cái lời khuyên gì cho những bạn trẻ giống như con hay là những anh chị mới học ở đây không? À, theo như như mình học ở trong môi trường mình biết đó, tài sản là sức khỏe lớn nhất. Mà nếu mà không có tài sản, không có sức khỏe thì mình nói thật ra mình không làm một cái gì hết. Và cô ngộ ra cái đó. Mà thành vì vậy á, trong cái môi trường một câu lạc bộ vẫn cứ nói mình không không học, mình học ở đây không mất một cái gì hết, mình chỉ có chăm sóc sức khỏe, mình phải bảo đảm với với câu lạc bộ, thì câu lạc bộ mới bảo đảm, mới dắt mình đi. Bây giờ mình cứ nói tôi muốn nhưng mà tôi không hành động thì làm sao mà người ta chỉ cho mình được, ở đây mình có mất cái gì đâu. Khi mà cô bỏ tiền ra cô mua như vậy thì câu lạc bộ lại truyền cho cô một cái bộ công thức, cô chăm sóc sức khỏe, cô khỏe,
cô khỏe cô mới ngồi đây chứ theo như người ta bây giờ cô nằm ở kia cũng được, có ai nói gì đâu, nhưng mà cô không làm như vậy, cô cứ ngồi cô học, khi nào hết giờ thì cô nghỉ, và tới giờ tới 11 giờ thì cô mới mới bắt đầu đi ngủ thôi. Anh cứ nói đúng ra đó, cô ngồi ở đây á cũng là nhờ bộ chăm sóc sức khỏe đó. Cô rất yêu cái bộ chăm sóc sức khỏe này và cô thấy nó giá trị, nó giá trị về cái mặt sức khỏe là một, giá trị về cái hậu sau này mình sẽ mình biết đã cái biết cái bộ công thức này rồi, mình sẽ ăn cho mình, sau này cô chỉ cho con cho cháu hay cho bất kỳ một người nào ai cũng cần sức khỏe hết, thì cô thấy rằng đây là một cái công việc người ta nói là có gieo ắt có gặt, hay cô trước tiên mình gieo cho mình đi và sau đó thì mình gieo cho con cho cháu rồi đến người thân của mình nữa, cô có bao nhiêu người thân, nhưng mà tại vì khi cô khi không hiểu và khi bây giờ cô hiểu ra rồi đó cô có thể cô nói được, cô tôi hiểu cái này nó có cái gọi là nó bảo vệ cho mình cái gì và cô biết được, chứ còn ngày xưa cô học á cô học không gọi là có học nhưng mà không có rành không có rõ, thành ra mình nói nhiều khi người khác người ta có thể ấy được, nhưng mà bây giờ đối với cô khi cô hiểu rõ rồi á thì cô chia sẻ ra cô nói rõ được vì chính cô đã sử dụng rồi và cô được học hàng ngày nữa. Hiểu rồi, ok ạ. Cảm ơn cô Tí rất là nhiều ạ. Hồi xưa Cảm được ơn quay. đi. Dạ, cảm ơn cô Tí đã dành thời gian để mà chia sẻ một vài những cái suy nghĩ của mình. Thật sự thì trước sau gì mình cũng phải tới cái độ tuổi đó anh chị, nên là mình cũng có thêm cái kinh nghiệm để mà mình chuẩn bị trước đúng không ạ? Thì nghe như cô Tí chia sẻ thì cái sức khỏe đối với cái tuổi của cô thì cô thấy cái sức khỏe là nó rất là quý giá, nó là tài sản. Và khi mà nhờ có sức khỏe thì mình cũng có thể học tập, mình có thể làm việc, mình có thể chơi với con cháu của mình đúng không ạ? Và mình có thể sống khỏe, chỉ cần là con ngồi đây con khỏe con cháu con yên tâm rồi, thế yên tâm đi làm rồi kiếm tiền rồi đó. Dạ rồi thì các anh chị ơi mình cũng có thêm bài học cho mình ha, thì nếu anh chị nào ở đây mà mình thật sự là thay vì các anh chị cũng phải mất rất là nhiều tiền để mà mình đi học ở ngoài kia anh chị ha, thì tri thức mà không có bài học nào là miễn phí cả, mình nhớ mà không có bài học nào miễn phí cả, đường nào các anh chị cũng bỏ bỏ thời gian công sức tiền bạc để mà học bất kỳ một cái bài học nào dù là nhỏ cho đến lớn, dù là tự học hay là học từ người thành công gì cũng phải tốn tiền hết, cũng phải trả giá hết. Thì môi trường câu lạc bộ hiểu được cái điều này nên nó tạo ra một cái môi trường, tạo ra nhóm rèn luyện thâm tâm trí, rèn luyện cho các anh chị nào mà mình muốn bứt phá bản thân, và rèn luyện doanh nhân dành cho những anh chị nào mà mình muốn xây dựng cho mình một cái hệ thống kinh doanh, cũng như là mình có những cái tư tưởng đúng, tư tưởng chính xác của những người kinh doanh đó, hoặc là mình chỉ muốn là có trí tuệ có sức khỏe giống như cô Tí ở đây để cho con cháu yên tâm truyền cảm hứng cho con cháu của mình thôi cũng được, thì các anh chị hãy cho phép mình vào nhóm rèn luyện câu lạc bộ ha, hãy trở thành thành viên của nhóm rèn luyện câu lạc bộ thì các anh chị sẽ có quyền lợi là mình sẽ được đồng hành với nhau cho đến trọn đời nè, anh chị sẽ được nhận bộ công thức chăm sóc làn da nè, chăm sóc sức khỏe nè, bộ công thức hòa hợp mối quan hệ nè, bộ công thức làm chủ tiền bạc nè, bộ công thức xây dựng công việc kinh doanh nè, xây dựng hệ thống kinh doanh nè, bộ công thức về marketing, về bán hàng, về đàm phán. Đấy, những cái đó là những cái thứ mà tất cả các anh chị đều cần phải có, và những cái bộ công thức khai phá của người phi thường bên trong, những cái quy trình mà các anh chị sẽ được làm trực tiếp tại Zoom cũng như là những quy trình được làm trên online là các anh chị ha, là trên trên offline ha các anh chị. Thì đó là cái môi trường dành tặng cho các anh chị, hãy cho phép mình để hỏi trưởng nhóm mình xem thử làm thế nào để tôi có thể trở thành thành viên của câu lạc bộ, thành viên của nhóm rèn luyện câu lạc bộ đúng không ạ? Ok các anh chị ơi, rồi xin cảm ơn các anh chị đã đồng hành với theo cho buổi trưa ngày hôm nay, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị, chúc cho các anh chị một tuần mới học tập phát triển bùng nổ doanh số, bùng nổ lợi nhuận, thành công nối tiếp thành công liên tục thành công, và các anh chị ơi mình mở mắt chào nhau nhé, tôi là một doanh nhân chạm tay hóa nhẹ, tôi là người Tôi thành công là liên tục chạm tay thành hóa nhẹ, công tôi thành công khỏe mạnh hạnh phúc thành bên con, tôi đồng công sự với là chạm cái tay mà hóa tôi hạnh nha, phúc chúc cái mọi người tôi thành công là hạnh cái phúc nhân chạm tay hóa ha. nhẹ.